Nào, mẹ đang like rồi đây nhá. Đây tính màu hon rồi các bảo. Đây là một loại à em? Đúng rồi chị ơi, còn em tin. Cái gì mà vừa lên like đã cái gì đấy hả chị Huệ? Không mặc vừa thì inbox cho em. Được tình là 9 người xem. 89 thôi. Mọi người ơi vào chia sẻ like cho em nha. Lại tiếp tục tặng 3 cái áo phông. Đây là cái con điên nó làm cho mình bực mình như này. Tặng 3 cái áo phông màu tùy chọn cho 3 khách đầu tiên nha các chị nha. Chào chị Minh à. Đồng sạc lên đây đi, anh cắm cái điện thoại đấy thì 3 cái. À, em sẽ em cảm ơn mọi người nhé. Em sẽ tặng 3 cái áo phông này cho 3 khách chia sẻ livestream cho em nhiều nhất nha. 3 cái các chị tùy chọn màu đi, màu trắng, màu cam, màu vàng, màu hồng, màu đỏ. Đó, trắng, cam, vàng, hồng, đỏ nha mọi người nha. Ai lấy màu gì thì comment em tặng free cho mọi người nhá. Chỉ cần là chia sẻ livestream cho em nhiều nhất thôi ạ. Khánh Thịnh ơi, mình chưa check inbox á. Chia sẻ livestream cho em nha, kèm số điện thoại và kèm lượt chia sẻ giúp em ạ. Ví dụ như tặng kèm số điện thoại, kèm lượt chia sẻ và kèm màu giúp em. Ví dụ như vàng kèm lượt chia sẻ và kèm màu, kèm số điện thoại nha. Chị Lý Trần ơi, nhà em có người gọi điện rồi là đã đi đơn cho chị rồi nhá. Nào mọi người vào chia sẻ livestream đi à. Tặng free 3 cái áo như em đang mặc này nha. Đây ạ, 3 cái áo này tùy màu các chị chọn nha. Comment em là vàng kèm số điện thoại, hồng kèm số điện thoại, đen kèm số điện thoại, trắng kèm số điện thoại. Em đang tặng quà đó. Thế thì chia sẻ like cho em đi chị Hoàng Sơn Hà Nam ơi. Chia sẻ like nào mọi người ơi. Hôm nay view nó lên cả 50 người xem. Xúc cát thì đi ra ngoài tắm đi đã nhá. Có chị ơi, đồ bộ hôm nay nhiều lắm cơ. Nào mọi người có muốn được em tặng quà thì comment và chia sẻ cho em nè. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi đâu để em xem nè. Thế thì ra lấy đi. Mày vớ vẩn lắm. À ở nick Thui à, em chưa check đấy. Mọi người chia sẻ like cho em chưa? Ôi không ai chia sẻ à? Bao giờ lên view để em tặng nhá. Chẳng ai chia sẻ cho em cả. Bây giờ mới có bao nhiêu 30 lượt chia sẻ. 30 lượt chia sẻ thì tặng kiểu gì? Lên 100 người xem để em sẽ tặng cho mọi người nhá. Em ở dưới có 30 lượt đó. Em sẽ sang đồ bộ nhá, em sẽ bán đồ bộ trước nhá. Mọi người chia sẻ nhanh nhanh để em tặng đồ để em bán hàng nhá. Tại vì hôm nay em xả nó nhiều lắm. Nó nhiều đồ lắm ấy. Vừa xả một bọc hàng to ra ấy. Bây giờ phải em cũng phải quay ra để xả nó đây. Chị Lê Ngọc ơi, đơn nào à? Nhà em đơn buổi chiều thì chưa có ai chốt đâu. Comment là vàng kèm số điện thoại nào. Tặng quà cho mọi người. Chị nào chia sẻ livestream nhiều nhất thì comment vào đây để tặng nào. Chia sẻ hơn 20 nhóm ok là tặng Nam Trần Thị này. Chia sẻ hơn 20 nhóm rồi này. Nam Trần Thị này chính xác chưa ạ? Không chia sẻ đúng thì em không chốt nha. Ai chia sẻ nhiều hơn Nam Trần Thị là 20 nhóm thì comment vào đây. 520574. Ok, tặng này. Tặng Nam Trần Thị này. Tặng này. Tặng nha các chị nha. Nào chị nào nữa ạ? Chị nào muốn được tặng thì comment vào đây nào. Chia sẻ bao nhiêu lần rồi ạ? Cho em biết là các chị chia sẻ bao nhiêu lần nữa. Thật ra là cái phông này của em là hết hàng rồi. Nhưng mà khách hàng bùng bây giờ em phải bỏ ra em like lại cho mọi người. Em rất là mệt. Rất là ức chế luôn đấy. Màu gì nữa ạ? Màu trắng có người được tặng rồi các chị, đừng chốt màu trắng nữa nhá. Chị nào nữa ạ? Chị nào muốn được tặng thì comment nào. Chị màu xanh ơi, chị chia sẻ bao nhiêu lần rồi ạ? Comment em là đã chia sẻ bao nhiêu lần rồi nhá. Số điện thoại vào giúp em nào chị Nhung Lê ơi, nhanh để em tặng cho mọi người nào. Nào ok, để em chốt đã, để em tặng quà đã. Trang Hoàng đã chia sẻ bao nhiêu lần các chị ơi, cho em biết các chị chia sẻ bao nhiêu lần để em tặng. Có bán nhưng mà em tặng đã, em tặng 3 chiếc đã xong rồi em sẽ bán cho mọi người nhá. Nào, chị nào chia sẻ nhiều rồi thì chốt đi. Chị chia sẻ nào chia sẻ nhiều rồi. 30 nhóm và 3 trang cá nhân. Ok, Lily Nguyễn này. Lily Nguyễn này, 0986. Chị nào nữa? 074918. Ok nào. Màu vàng ok, tặng bạn màu vàng này. Tặng này. Ai nữa? Ai muốn được tặng quà nữa thì comment cho em nào. Bao nhiêu lần rồi ạ? Kèm được chia sẻ giúp em. Lily Nguyễn chốt rồi, còn một con cuối cùng nữa nào. Còn một chiếc cuối cùng nữa thôi nào. Số điện thoại giúp em nha, chia sẻ 32 nhóm Nguyễn Dũng, số điện thoại lên giúp em nào. Bong bóng đã chia sẻ 40 lần. Ok nào, chốt cho bạn này 40 lần nhá. Bong bóng này đấy, chị nào nhiều hơn 40 lần thì comment nhá. Bong bóng này 0169495540. Ok, tặng cho bạn một cái vàng nữa nhá. Tặng này. Ok, 3 phần quà của em đã ra đi rồi nha. Bây giờ em bắt đầu bán hàng nha các chị nha. Cái gì mà nó kêu huỳnh huỳnh hả? Chia sẻ bành bành. Ok, em bắt đầu bán áo này nhá. Áo nam cho ai nhá. Bán 100k 3 chiếc là các chị ơi. Trang ơi, hết rồi. Hết rồi mọi người ơi, hết quà rồi, mọi người ạ. Ok nào, em bắt đầu bán hàng nha. Áo như em đang mặc này 100.000 3 chiếc, các chị comment màu kèm số điện thoại giúp em. 100k 3 chiếc nha, nó rơi vào 33.000 một cái, bán cho các chị thoải mái đi. 100k 3 chiếc, comment vào đây cho em này. Comment là trắng vàng hồng hoặc là đen vàng hồng hoặc là màu bất kỳ đây em đang cầm đây. 100k 3 chiếc, chị nào lấy màu gì comment cho em nhá. Bán 100.000 3 chiếc phông trơn tim này, 100k 3 chiếc, các chị comment đi em màu kèm số điện thoại. Bán từ 3 cái các chị nha, không bán một cái đâu ạ, có 33.000 một cái nên là em bán combo 2 cái 1 nha. À em bán combo 3 cái 1 ạ, 100k 3 chiếc, chị nào lấy comment. Ôi dồi ôi, chia sẻ rồi thì đã hết mất quà rồi. 100k 3 chiếc, chị nào lấy comment cho em nào. Tính ra nó chỉ có 33.000 một chiếc. Bởi vì là chị chia sẻ nó vẫn ít lượt hơn người khác ấy à mọi người. Nào comment cho em nào, 100k 3 chiếc nha. Hoàng Sơn Hà Nam ok, đỏ vàng hồng này. Đỏ vàng hồng này cho chị Hoàng Sơn Hà Nam có đơn rồi. Chất cực kỳ mát luôn nha. Váy xinh xinh thì hôm nay hơi ít. Trang ơi Hiền mấy nay Hiền like cả ngày cả đêm nên là không có thời gian đi. Khánh Thịnh số điện thoại nào. Các chị ơi phải có số điện thoại em mới chốt nha. Khánh Thịnh cho em xin số điện thoại nào. Khánh Thịnh này. Đen đỏ vàng, đen vàng này. 100k 3 chiếc. Hết đỏ rồi người đẹp ơi. À đây còn một đỏ. Đây lên số điện thoại cho em nào. Kèm số điện thoại các chị ơi, màu kèm số điện thoại cho em. Lời hứa giả dối này, trắng hồng vàng không có số điện thoại. Nguyễn Hòa này, 016589574558. Ok, vàng đen trắng. Vàng trắng đen này. Ok, chị nào lấy nữa comment cho em nào. Triệu Sơn trắng vàng hồng nào. Đồ bộ luôn đây ạ. Triệu Sơn này 0934490655. Ok Triệu Sơn. Trắng này, đen này bỏ đi, hồng này, vàng này. À, không lấy quà. Ôi thank you Barbie. À, Hồng Minh ơi, khẩu số điện thoại các chị ơi, chị nào không có số điện thoại không chốt đâu ạ. Nguyễn Thị Hạnh này. 012597962283. Ok. Gì ạ? Đen vàng hồng. Vàng này, hồng này, chết rồi em hết đen rồi chị ơi. Ở đây còn một cái đen vàng hồng. Chị nào lấy? Khánh Thịnh có đơn lúc chưa rồi, Khánh Thịnh. Khánh Thịnh có đơn lúc trưa rồi. Các chị ơi, chất nhà em là chất cực kỳ đẹp luôn. Mai Thu Hiền này. Mai Thu Hiền này cứ tìm đi, không có thì chốt sau. 0919928832. Đen vàng đỏ, đỏ này vàng này. Hết đen rồi cho trắng vàng đỏ bạn nhá. Trắng vàng đỏ bạn nhá. Ok này. Ai nữa ạ? 100.000 3 chiếc thôi ạ. Chị nào đây ạ? Phạm Hồng Thơm này. Phạm Hồng Thơm này. 655872533. Ok, đỏ vàng trắng. Đỏ vàng trắng chị ơi, cho cam trắng nhá. Cam vàng trắng nhá, bởi vì đỏ em hết rồi. Cho chị cam vàng trắng đi. Có một con kẻ này, chị nào muốn lấy combo kẻ thì comment nhá. Chị nào muốn lấy combo kẻ, bởi vì Đặng Mai này, hồng này. Hồng cam nhá. Hồng trắng vàng đỏ. Thế thì hồng cam vàng đi. Hồng cam vàng đỏ hết rồi. Ừ ok. Còn 3 chiếc này chị nào lấy ạ? Trắng đen vàng không còn ạ. Còn 3 màu này ạ, đen vàng cam và kẻ. Còn 4 màu này chị ơi. Vàng cam hồng này, yến hoàng này. Yến hoàng, ok yến hoàng nhá. 0868400369. Ok. Bây giờ còn 2 con này, chị nào lấy hai chiếc này không ạ? Em còn 1 vàng 1 kẻ, chị nào lấy em bán combo hai cái này. Cam vàng kẻ. Chị Phương Nga ơi, lấy vàng và kẻ nhá, em đang hết cam rồi. Ok này. Và ghi chữ vàng kẻ. Tí nào Phương Nga này. Phương Nga này. 0915503938. Ok, đổi mẫu này. Lên đầu bộ này đi các chị ơi. Adidas này, cái con mẹ điên hôm qua. Các chị có biết không? Nó vào nó tranh giành như đúng rồi. Tranh giành cảm giác như là lấy rất là nhiều tiền. Và lấy rất là nhiều combo. Màu 5 mọi thứ, mỗi thứ 5 cho em. Các kiểu con là điểu sáng nay nhắn tin là chị ơi chị hủy đơn cho em. Em thấy có, các chị có thấy có lộn ruột không? Bao nhiêu công sức em bỏ ra, lai dãi cả cổ họng ra. Xong là nó như thế này. Nào em bán bộ đấy cho các chị này. Thôi thì lại phải bán thôi. Nào cái mã áo đấy hết rồi các chị ơi. Mai em lấy cho các chị nhá. Chị nào mà muốn mua cái đấy, cái áo đấy thì mai em lấy cho, hiện tại hết rồi. Bộ em bán là xỉ 75 lẻ 85. Bộ Adidas rất là đẹp, xỉ 75 lẻ 85. Mai Ngọc ơi, hay là bạn không nghe máy? Khánh Thịnh thấy đơn không? Đúng. Có rồi nha người đẹp ơi, bộ Adidas này rất là đẹp luôn ạ. Đằng sau là cái gì đấy? Nhiều hàng quá, đằng sau toàn đơn thôi. Các chị nhìn nếu mà em đang mặc hai quần nhá, mọi người thông cảm. Phương Nga như đi cùng người khác rồi kìa. Cái gì? Đó, anh rồi. Các chị nhìn nếu mà bộ này Adidas rất là đẹp luôn. Em bán cho chị 85.000. Giá gốc là 180.000. Nhưng bây giờ chỉ còn 85.000. 3 màu đỏ đen ghi. 3 màu đỏ đen ghi các chị nha. 85k xỉ chỉ 75.000 thôi ạ. Rất là đẹp. Hàng 180 xả nhá các chị nha. Alo. Gì đấy ạ? Vâng. Hết rồi chị ạ, mai em lấy cho. Mai em lấy cho. Cái điện thoại này của em nó đang sập nguồn rồi. Dạ vâng, ok chị. Rồi ok, chị nào lấy bộ đỏ thì comment đỏ ghi này. Đỏ ghi trắng, ok. Hoàng Kim Huệ 3 màu này. Các chị ơi, còn số điện thoại cho em. Lấy được cái bút kia đây này. Hoàng Kim Huệ này. 0987081348. Ok. 3 màu 3 bộ, đen bạn, đen đỏ và ghi. Phương Nga ok rồi nhá. Rồi ok, chị nào nữa? Con mụ ấy nhân viên này. Cái gì nhỉ? Thủy này, con Thủy anh đẩy cất cho nó. Phương Nga ok. Hoàng Sơn Hà Nam lấy đỏ này. Hoàng Sơn Hà Nam lấy đỏ này. Ô Vũ ơi, mã kia hết rồi. Nào, úi dồi ôi, bộ này á 40 cân, từ 40 đến 58 cân mặc vừa thoải mái luôn, rất là đẹp các chị ạ. Các chị lấy thì comment cho em này. À chị ơi có nhá chị ơi. À không. Có nha chị chị Đỗ Thị Vân Anh nhá. Ai lấy thì comment luôn cho em nào. Ghi đỏ đen 3 màu 57 cân vừa thoải mái đó chị Lý Trần, chất nhà em của đó là siêu đẹp đây các chị này. Hàng siêu chuẩn luôn này, đắt siêu chuẩn luôn đấy ạ. Bây giờ bán thanh lý 85.000. Ok Bảo Châu. Bình Phương ok, Bình Phương này. Bình Phương này. Có nha các chị nha. Áo phông em đang hết ạ. 016565449897. Ok này. Màu đỏ này. À nhầm đây em. Hoa Nguyễn Thị hôm nay có đơn rồi, đỏ đen này. Hoa Nguyễn Thị có đơn không chưa này? Lý Trần số điện thoại giúp em ạ. Đen lờ thì không có đâu ạ. Nào Lý Trần ơi, không có đen lờ đâu. Chị nào lấy mã này nó comment nhá. Ok, Hoàng Kim Mẹ trên đỏ và đen này hết đỏ nhá chị nha. Chị này Hoa Nguyễn Thị đâu túi to nhá. Túi to trưa nay hay sao ấy. Hoàng Kim Mẹ này em. Áo không em đang hết ạ. Đây. Đây là bạn gì nhỉ? Hoàng Kim Mận. Rồi, em còn 2-3 bộ màu ghi, chị nào lấy cho comment. Chị Hạnh ơi, em có thấy chị mà. Có thấy 50k các chị vừa thoải mái. Ok. Hoàng Kim Mận 3 bộ rồi mà. Ừ. Phải thêm 3 bộ nữa hả chị? Ừ, thêm. Ok, chị em hết màu đỏ các chị ơi. Hết màu đỏ rồi, hiện tại em chỉ còn màu ghi với cả màu đen thôi. Còn ghi đen chị nào lấy comment nhá. Đỗ Thị Vân Anh có đơn qua lấy hôm nay. Phải không? Rồi em còn ghi và đen thôi ạ. Chị Dung Triệu ơi, em chỉ còn màu ghi và màu đen thôi, chị có lấy không? Có màu đen đây à, màu đen đây em mặc mẫu cho chị xem nhá. Màu đen rất là đẹp, em nói thật với chị là hôm trước nhà em bán mã này tranh nhau luôn, không có hàng bán. Đây là hàng khách xả ra em thanh lý đi thôi. 85.000 một bộ các chị, đố các chị mua ở đâu hàng đúng như nhà em mà 85.000 một bộ nhá. Em bao quay đầu các chị luôn. Nào. Chị đang lấy màu đen comment em, bởi vì là hàng em là hàng rất là chuẩn, hàng 180 xả đấy ạ. Nào chị đang lấy comment nhá, đây là màu đen, ok. Xong là bây giờ em đổi mẫu này. Đổi mẫu nha các chị em nha. Vừa thoải mái luôn chị Hoàng Lương ơi, em chào chị Thoa Nặng nha. 3 bộ vẫn là giá như thế ạ. Ok chị Mai Ngọc. Một sản phẩm bên em cũng ship ạ, đồng giá. Một sản phẩm thì khoảng 28.000 tiền ship nha các chị nha. 65 cân không vừa ạ, bao. Lý Trần lấy ghi kìa. Lý Trần này. 012 488099 được chưa? Lý Trần có đơn rồi mà. Ok chị Lý Trần lấy màu ghi. Nào số điện thoại giúp em, chị Hảo Nguyễn có đơn rồi, 60 là đuôi 666 hôm nay. Em còn ghi nha, Hoàng Lương có đơn chưa? Hoàng Lương có đơn chưa? Em còn đúng màu ghi thôi. Còn đúng một bộ màu ghi thôi, chị nào lấy comment luôn nhá. Chị Mai Thu Hiền em hết đen rồi. Chị ơi có lấy màu ghi không ạ? À? Để em đổi mẫu này. Anh xách cái thứ bộ mà em định lấy cho Huyền ấy, ở trong nhà bây giờ. Ừ. Đâu Hoài Nguyễn Thị chứ. Đấy nhỉ. Ừ, chị đã bảo là đơn to mà. Có những cái túi, những đồ bộ này ở ngay cái góc cửa buồng ấy, em vào lấy đi, em vào lấy đi. Ok, bán cái cọc áo này mặc dù là chả biết là. Các chị ơi, em bán cái cọc áo này em bán bao nhiêu, các chị có biết không? Áo này em bán cho các chị 60k xỉ 50k nha. 60k xỉ 50k thôi ạ. Rất là đẹp và xinh luôn ạ, bán 60.000 nha, hàng công sở. Xỉ 50. Em có biết đâu. Có cái túi mà chỉ có những cái cục đồ bộ ấy. Và anh bảo cái túi mà chỉ có cục đồ bộ thôi. Để em du cái này ra đây nhá. Đó, áo công sở rất là xinh, em bán 60.000 bao giá luôn. Lấy xỉ thì cọc có chị ít nhất là 500 để nhặt xỉ nha em ơi. Cọc 500 để nhặt xỉ nhá. Em mặc là màu đen này, 60k thôi ạ, à. Áo công sở của các chị nha, đi làm đi riết nha, rất là đẹp. 60.000 một bộ thôi ạ, à. 60k xỉ chỉ có 50.000 thôi. Bao giá luôn nha các chị nha, em có rất là nhiều màu. Chị nào lấy thì comment. À có thấy Thủy Sang này, chị nào lấy comment cho em này. Đấy nhiều màu lắm ý, cứ màu đỏ này, hoa đỏ, hoa đen, hoa nhí này, hoa ô này, hoa xanh tím than này. Trời ơi, đi cái màu em mặc đi. Không, khách chỉ quen không cần phải cọc, khách chỉ chưa lấy bao giờ thì mới phải cọc bên em nhá. Khách chỉ chưa lấy bao giờ thì... Đúng rồi. Đó, rất là đẹp này, 60.000 một áo, chị nào lấy comment cho em. Cổ ngọc ở đây rất là xinh luôn, 60.000 một áo thôi ạ, à. Chất rất là đẹp. Hàng cao cấp thôi đấy. Đây màu đỏ đây các chị này. 60k thôi nha. Có hàng chất von rất là đẹp luôn. Mà cái này em bao cho các chị từ 58 cân đổ về mặc cho thoải mái, 58 cân đổ về là mặc được. Chị nào lấy ạ? Lấy màu thì comment màu kèm điện thoại cho em nha. 60k. 60k một áo, xỉ là 50.000 thôi ạ. Tầm độ các chị ơi, tầm độ 58 cân đổ về là mặc vừa nhá. Mang hết đây để chị làm. Ok, em đổi mẫu này. Áo chị nào lấy cứ comment. Đưa đây, đưa cả cỡ đây để chị mặc khác nhau. Ok, chị An Nguyên Hoa Đen, bé Tuyết lấy Hoa Đen. Ai? Bé Tuyết lấy Hoa Đen. Van chị ơi, chất van nha, chất lụa ấy ạ. An Nguyên ok này. 0983427033 60 này. An Nguyên này. Ok. Đỏ đen cho Hoàng Kim Huệ. Đừng phạm nữa này, Hoàng Kim Huệ nhặt cho chị. Nào ai lấy comment nào. Phương Nghi Liệu ấy. Phương Nghi 60. Sỉ 50. 0901065508. Ok, hoa đỏ này. Rồi ai lấy nữa comment nào. Hoàng Lương áo đen. Hoàng Lương có đơn rồi sao phải không? Hoàng Lương đợi em một chút nào. 0129503428. Úi dồi ôi, em nóng phát rồ. Ok, áo đen em mặc. Ô hoa đen em mặc hết rồi. Hoa đen em mặc hết rồi. Chị lấy cái hoa này đi, cái hoa này rất là đẹp này. Hoa này rất là đẹp chị ơi, lấy ok comment em nha, hoa này còn đẹp hơn cơ ấy. Màu đen em hết rồi. Tha tiền lấy hoa đỏ. Tha Tiến ơi lấy hoa đỏ nhí nhá chị ơi. Tha Tiến qua lấy này. Kìa túi chị vứt kìa. Hoa đen em hết rồi. Hoa ô đi ạ, hoa ô này. Hoa ô đi ạ, hoa ô này rất là sang các chị ơi. Ai lấy hoa ô thì comment nhá. Hoa đỏ, hoa đen. Hoàng Thái. Chị ơi, chị có lấy hai màu khác nhau như này không? Em hết hoa đỏ, hoa đen rồi. Còn hoa aloso rồi. Ô em không miễn ship được đâu nhá các chị ơi. Hoa đen, trắng, hoa đỏ. Ôi toàn màu linh tinh. Bây giờ như thế này nhá. Em bảo này thôi đừng chốt như thế nữa, không bây giờ em chả biết kiểu gì đâu. Bây giờ em chốt màu lên như thế này. Các chị comment em đây là hoa nhí này. Chốt như thế em chả biết đường nào mà chốt đấy. Đây lại các chị comment em là hoa nhí này. Hoa nhí nhá. Đây là hoa nhí nhá, em sẽ mặc thử nhá. Hoa đen 60 em hết rồi. Không bạn đấy bạn khác, vứt ra đấy tí bán combo. Còn một hạt. Đây ạ, à, cái này gọi là hoa nhí giúp em. Chị nào lấy cái thì comment em là hoa nhí. Hoa đỏ em hết rồi. Hoa này gọi là hoa nhí cho em nào. Cái này các chị mặc với chân váy thì thôi rồi. Quá là đẹp. Nào comment cho em nào. Đây gọi là hoa nhí nhá. Có 3 con hoa nhí duy nhất. Hoa nhí này. Nam Trần Thị ok. Nam Trần Thị này 60 này. Đó như thế nó mới dễ. Không bây giờ lộn xộn lắm. Hoa nhí này. Ai lấy comment cho em hoa nhí nhá. Màu rất là tươi tắn luôn. Đó gọi là. Cái này các chị mặc đi làm cùng quần baggy ấy. Xong là với cả áo, với cả chân váy ấy, rất là đẹp. Nào lấy hoa nhí không? Không lấy em đổi mẫu nhá. Ok hoa cỏ may này. Hoàng Thái có đơn chưa? Nam Trần Thị có đơn quà vừa chốt xong đấy. Hoa cỏ may này. Quà cũng để luôn ở đây chứ để đâu. 0975194308. Ok này anh này, hoa nhí này. Rồi ạ, à, Hoàng Thái này. Hoàng Thái này. 016876152224. Ok này, 60 này. Còn một cái hoa nhí nha các chị nha. Hoa nhí, à hoa đỏ em hết. Cái này nó có bị ẩn đâu, cái này lại được này. Hoàng Kim Huệ này, cho chuyển tiếng Anh thì lại nhìn được view. Hoa nhí em hết rồi. Có 60.000 thôi. Thế thì comment em là hoa ô đi. Hoa ô này 60.000 này, rất là đẹp luôn. Úi dồi ôi, cái này sang lắm các chị ạ. Em chốt quà, tay em chốt ẩn hoi, nó là quà. Các chị ơi, đây gọi là ô nhá. Sỉ nhặt luôn trên đây giúp em nha các chị nha. Sỉ nhặt luôn trên đây giúp em này. Đấy là Nam Trần Thị chứ còn gì. Nam Trần Thị đấy. Cái gì mà hoan. Đây ạ, à, chị nào comment cho em này. Cái này gọi là hoa ô nhá, chỉ có 2 chiếc duy nhất thôi, 3 chiếc, 4 chiếc duy nhất. Chị nào nhanh comment cho em để em sang đổ bộ nha. Hàng rất là đẹp luôn. Đây. Bộ con chó này em thanh lý với các bác này. Các Hôm nay thanh lý không lợi nhuận luôn hoa ô để cho màn chim huệ này. Có mỗi chữ like thôi, cái kia nó ghi là trực tiếp mới like. Trực tiếp. Nó bị ẩn. Hoa nhí em hết rồi, hoa ô này cho chị Thoa đặng này. Xỉ từ 15 sản phẩm ạ. Đặng túi tô đùng. Hoa đặng này. Rồi, em đổi mẫu luôn đây. Adidas đen á, chị có lấy Gucci đen thì có Adidas đen, em sợ là không còn. Túi tô đùng mà bên vấn đề. Đó, hoa ô em còn 2 chiếc nha. Hoàng Thái có đơn rồi đấy, hoa ô cho Hoàng Thái này. 60 này, Hoàng Thái. Chưa, chị ơi em vẫn chưa đi đâu. Hảo Nguyễn này, chị Hảo Nguyễn. Ừ, 8 đặng đúng không? Hảo Nguyễn. À Thoa đặng cơ mà. Mang đây cho chị. Hảo Nguyễn cơ mà anh đi tìm cái gì Hảo Nguyễn nhiều mình nuôi cho sau. Em đổi mẫu, Em nói thật với các chị nhá, bộ thể thao này rất là đẹp. Hôm nay em bán là các chị đúng là không lợi nhuận luôn các chị nhá. 65k một bộ. Chị nào lấy comment nhanh nhẹn em bán là các chị. Cái hoa đấy em hết rồi. 65k mang hết chưa em? Mang hết ra chưa? Mang hết rồi. Giờ chỉ còn đấu áo thôi. Áo gì? Quần sóc áo dây như thế này. Bộ này gọi là bộ gì? Bộ muối tiêu. Siêu đẹp luôn các chị ạ. Này 65k một bộ. Cái gì đấy, cái hoa ô em hết rồi. 65k một bộ thôi. Các chị bị chợ kiểu bị chậm quá không? Bây giờ mới nổi hoa ô này. Muối tiêu đẹp cực kỳ luôn các chị ạ. Đấy, bộ thể thao mà. À cái đấy à không, cái đấy vứt cho Huyền mà. À không, mang đây. Mang đây tí chị bán. Quái rồi. Chị nào lấy hoa này, cái bộ này thì comment em là bộ muối tiêu nhá. Thể thao 65k kèm số điện thoại giúp em. Có màu đen và màu xanh 65. Chưa bao giờ thanh lý rẻ như thế này. Đây này, giá gốc của nó đây này 90 đây này, bây giờ em phải gạch đi ghi 65 này. Comment em là 65k xanh và 65k đen nhá. 65k màu xanh và 65k màu đen. Chỉ có giá 65.000 thôi ạ. Màu đen, muối tiêu đen rất là đẹp. Ok chị Lý Trần lấy 65k này. Này Lý Trần này. Ok Hoàng Kim Huệ này 65 này. À bộ nữ mình mà em đang mặc cái đấy. Đó, bộ nữ mình này rất là đẹp luôn. 65.000 thôi ạ. Lý Trần ok có đơn rồi. Không cần cho số điện thoại nữa chị nhá. À, mã này em bao các chị 60 cân đổ về đều vừa nha. Bởi vì cái form hàng thể thao này nó rất là đẹp. Ok Hoàng Kim Huệ thêm đen này 65 này. Thằng Vũ ơi tí nữa, hôm nọ mua 2 cái rồi ok lắm ạ. Hoàng Kim Huệ Hoàng Kim Huệ. À không phải đâu, sao lại có bộ ghi đấy ở đây. Đây muối tiêu mà. Nào chị nào lấy nữa body thun á, đợi em một chút. Có. Chị nào lấy bộ này comment luôn nào, rất là đẹp luôn. 65.000 thôi ạ. Ok chị Liễu Phạm lấy một xanh một đen này. Liễu Phạm này. Đợi em một chút. 65.000 các chị mặc đi chơi đi tập, đi thể dục thể thao ok hết các chị nhá. 074 hàng cao cấp đấy. Này. Rồi ok nào chị nào nữa. Bảo An. Bảo An Tam So 0947112016. Ok. Một xanh một đen 65. Chị nào lấy nữa ạ? Chị Hương gì đây? Hương Cường. Hương Cường lấy xanh cho chị chú em ơi. Hương Cường ok 016899338980 ok 65 này. Ai lấy nữa ạ? Có em sao? Khải Anh này, ok chị Khải Anh này. Khải Anh này 0915803003 ok màu xanh này. Cho mẹ em này 65 này. 65 à? Vâng ạ, à, cái mã này thì là xỉ bằng lẻ đó chị nhá. Đinh Hương ok này. Đợi em chút. 0982 em lại lên một mẫu rất là đẹp nữa cho các chị xem này. Cái xanh này. Em chỉ còn một bộ đen duy nhất này. Chị nào lấy đen comment nhá. Ôi chị ơi em chốt cho chị một bộ nhá, chị Nhung Võ nhá. Tại vì em chỉ còn đen thôi, tí nữa chị lấy thêm mã khác. 0167208090 6 ok. Hết rồi Thư ơi, hết rồi. Ok em lên một cái mẫu này chắc chắn các chị sẽ rất là thích này. Bởi vì mẫu này rất là đẹp. À có bộ đắt đen này, vừa lấy chị nào mà bảo lấy bộ đắt đen đấy nhở. Giá này ghim giá này. Sỉ là 75 này 85. Độ hết cả ruột, hết cả mình. À, bộ Gucci viền cả bộ luôn. Sỉ 75 lẻ 85, đẹp long lanh. Đó, các chị nhìn thấy không? Chị nào cũng mặc được luôn các chị nha, rất là đẹp này. Có nhiều màu nữa, không phải là có một màu như thế này đâu nha các chị nha. Đó, bộ Gucci Việt sỉ 75 lẻ 85, hàng cao cấp thanh lý nhá. Hàng này là hàng cao cấp thanh lý đây ạ, à, đen, đỏ, trắng, 3 màu. Mai Thu Hiền lấy đen này, ok Mai Thu Hiền này. Đen của má trước đúng không? Má đắt đúng không? Ok chị 85 này. Nào mã này 3 màu, chị nào lấy comment đắt đen, em có khách vừa lấy xong. Cái này comment em là Gucci nhá. Gucci này, bộ này cả bộ luôn này, trắng này, trắng đen này, đỏ 3 màu. Đây ạ, à, các chị nhìn thấy không? Đen này. Ok chị Dung Nguyễn này. 012136655565 ok này. Đen này. Mai Thu Hiền chưa có. Mai Thu Hiền chưa có đơn à, cho em số đi ạ. À. Bộ nào em ơi, kèm số điện thoại chị nào Thư Du Di này, Hoàng Thủy này, Hoàng Thủy này, 0986952930 ok lấy đỏ Gucci này. Có giá hết rồi. Không chị ơi, Hoàng Kim Huệ lấy đỏ này, chị Yến ơi không vừa đâu. Hoàng Kim Huệ là Triệu Sơn có đơn chưa? Triệu Sơn có đơn rồi. Triệu Sơn này. Thư Du Di cho số đi ạ, à. Phượng Ốt chưa có số điện thoại. Bình Phương có đơn rồi, gộp đơn bộ trắng kìa. Bình Phương này. Chân em cẩn thận nhá, chị vứt ra đấy. À, số điện thoại đi, Hoàng Kim Huệ lấy đen này. Hoàng Kim Huệ lấy đen này. Hoàng Kim Huệ này. Gì kia Hồng. Hồng P M C. Hồng 0935496773 ok 85k trắng này. Ai nữa ạ? 65 cân không vừa đâu ạ. Anna Nguyễn này. Anna Nguyễn này 016534278351 trắng một đỏ này. Cái gì? Hồng gì? PCM. PMC em cứ để ở phần T. Áo ba lỗ đợi em chút nha. Gucci đỏ hết, Gucci đỏ rồi. Bây giờ em còn đen trắng thôi, còn một bộ đan gì đây này. Cái này em chỉ còn đen trắng thôi, chị nào lấy comment nhá. Chị Mai Thu Hiền có đơn rồi đấy, tìm nhá. Hết màu vừa đỏ rồi. Nguyễn Gia Linh này, đợi em chút nào. 0987812401 ok lấy Gucci đen này. Thanh Hải ơi em hết đỏ rồi. Ok Thư này. Thư Yuri 022 là số gì em ơi? Thư ơi em sai số điện thoại à. Nguyễn Thị Lệ Chi 016733674888 ok. Gucci trắng. Cái gì em? Ai lấy nữa comment? Liễu Phạm có đơn rồi. Một Gucci đen. Ok đợi em một chút này. Đen này. Liễu Phạm nào. Dung Nguyễn lấy bộ đen này. Dung Nguyễn có đơn rồi. Hương Nguyễn ok. Còn một bộ đắt đen các chị ơi. Còn một bộ đắt đen lại nổi ra rồi. 0129956790. Còn một bộ đắt đen nha. Chị nào lấy comment luôn cho em nha. Đấy, trắng. Đây này, đát em còn 2 bộ này. Bộ Adidas em còn đát đen này cho chị nào đây này. Thủy Sang này. Thủy Sang đợi em chút. 0946370603 ok đát đen. Còn đát ghi thôi, Gucci em hết. Ok bây giờ đỏ này ở đâu thì em nhập có nhiều không? Đợi em một chút nha. Fuji đen cho Trương. Fuji em hết rồi, bây giờ chỉ còn ấy thôi. Cái gì đấy còi còi. Ôi trời ơi, bộ viền này đẹp lắm các chị ơi, bộ viền này. Fuji đen trắng rồi, non hoang miếng thì ơi hết rồi. Bộ viền hở vai này. Nhưng mà bây giờ em hết rồi. Bộ viền hở vai này. Comment cho em là bộ Super Mi. Super Mi nha các chị nha. Bộ này gọi là bộ Super Mi cho em, rất là đẹp luôn, hở vai. Đây cái quần của nó đây. Đây ạ, nó có cái này nhá. Có cái dây thun này các chị này. Em đang mặc hai quần đấy. Lạnh thêm không uống rồi nhá. Đó, Super Mi các chị nhìn thấy không ạ? Rất là viền, rất là đẹp này. Bộ này em có màu xanh. Có một bộ duy nhất là viền kia em ơi, viền kìa. Sắp linh tinh rồi. Comment em bộ viền này nha các chị nha. Bộ viền em xem giá nào. Bộ viền này là 80k. Bộ viền này là 80k. Chị nào lấy comment ok. Hoàng Thái này xả 80 đấy chị nha. Hàng cao cấp đây ạ. Hoàng Thái này. Đây, Hoàng Thái này. Nào viền đen viền xanh 80k xả toàn bộ luôn các chị nha. Xả này, hàng này là hàng cao cấp các chị nha. 58 cân vừa thoải mái luôn. Nó giò vào đâu đấy. Chị nào lấy bộ viền này comment luôn cho em. Cái gì? Đây là bộ viền này các chị này. Rất là đẹp luôn, đắt viền nhá. Áo đá có, đây em lên áo đá luôn. Ok, Ngọc Mai này. Ngọc Mai này. 0983715444 ok này. Xả này 80 này. Chị nào lấy comment luôn nào. Minh Nguyên này. Minh Nguyệt. 0944225584 80 này. À ok chị để em tìm nhá. Ok Ngô Thị Hòa có đơn rồi đấy. Ngô Thị Hòa này 80 này, xả cho hết thôi chứ còn để lỗ chỏng vó lên trời. Toàn hàng đẹp thôi. Áo muối tiêu đấy là bộ đấy. Thủy Trung Nguyên này. Thủy Trung Nguyên 0916932724 ok này. 80 này. Nào ai lấy nữa ạ? Hương Cường cái bộ em đang mặc ok chị này. 80 này, Hương Cường anh ơi. À chốt rồi Thư ơi. Dung Triệu ok chị Dung Triệu này. 0987893753 ok này. 80 này. Trương Hồng Thúy có đơn chưa? Trương Hồng Thúy này. 0987893753 ok. Hết viền xanh. Còn duy nhất hai bộ viền đen các chị ạ. Còn duy nhất hai bộ viền đen thôi. Chị nào lấy comment nhá. Viền đen cũng rất là đẹp mà. Viền đen nhá. Ui toàn thấy chốt viền xanh, viền đen. Phượng ớt chưa có đơn. Các chị ơi còn viền đen có lấy không ạ? Đây mãi mới thấy một người này. Úi chị này. Ok chị Thu Hoài này. 0961636779 ok chị Thu Hoài lấy viền đen kìa. Này ghi 80 nha. Rồi Thu Hoài này. Còn một viền đen nhá. 80 đấy chị xả mà. Rồi kịch. Giờ mới thấy mùa hè. Ao Kukin Đắk Lắk. Cái gì đấy chưa chốt, chưa cần chốt địa chỉ đâu. Các chị ơi còn bộ viền đen chị nào lấy nốt cho em đi. Còn đúng một bộ bỏ lại cho em lạc loài à. Ok chị Trang Trang Xuân Trang đưa bút cho chị. Mất rồi em lấy à. Đây rồi. Ghi 80 này. Đưa túi đây chị ghi cho. Trang Xuân Trang 0966395004 hình như của bạn ấy đi đơn rồi mà. Trương Hồng Thúy ơi chốt rồi đấy đúng không? Đổi mẫu nha. Các chị ơi. Áo ngọc này rất là đẹp này các chị này. Áo ngọc đủ màu nha. Bán xả 80. Còn đát chị Thủy Trung Nguyên ơi, nhưng mà đát thì em còn màu đát ghi nhá. Đát còn đát ghi đó, chị có lấy không? Em mới mang cho chị cái quần bét ghi ra đây để chị mặc đóng cả bộ cho khách xem. Có cái quần bét ghi lúc chị vứt ở đấy đấy. Lúc cho chị xem có cái quần bét ghi ở cái phía đấy đấy, đấy. Đúng rồi. Xem size gì xem chị có mặc được không? Mặc được. Đây từ từ nhá, để em xoay cam nhá, từ từ đợi em một chút em xoay cam em thay đồ. Cố gắng thôi. Sao uống không? À sữa bột đấy. Vâng. Uống đi em. Ôi đẹp quá các chị ơi, em nói thật với chị cái mã này quá là đẹp luôn. Đợi em tí. Cho tớ gộp tớ bộ đát. Nguyễn Gia Linh xem có đơn chưa nào. Đấy đát ghi anh ơi đây. Ghi rồi thôi. Đây nha, cái này nếu mà các chị đóng cả bộ cái này rất là đẹp luôn. Áo ngọc nhá. Áo ngọc này xỉ là 70 lẻ là 80, rất là đẹp, đủ màu các chị nha. Nhìn kỹ cho em để một lát nữa em ngồi em chốt nha chị nha. Nhìn kỹ giúp em nha. Đó, đây gọi là áo ngọc nha. Xỉ liên củ cước là sao? Áo ngọc xỉ 70 lẻ 80 đủ màu ạ. Màu đen này, màu đen này, màu hồng cam này, hồng đất này, đen hồng cam hồng đất này, màu vàng này, màu xanh ngọc này. Các chị thích màu gì comment em nha. Xanh này, vàng này. Chào Beo Dubi, nhận được hàng chưa? Rồi ơi, tốt hết cả ruột. Hồng này, hồng đất này, hồng cam này, màu đen này. Áo ngọc nha các chị nha, xỉ 70 lẻ 80. Quần này có mỗi một cái thôi, em chưa bán đâu. Chị có nhìn thấy không ạ? Mã này rất là đẹp, em nói thật các chị rất là sang luôn. Chị nào lấy thì comment. Màu xanh ngọc này rất là đẹp này. Becky chị hết rồi. Ok Hoàng Mai này, ngọc vàng này. Có đơn rồi đấy. Trưa nay có đơn đấy. Hoàng Mai. Đây các chị nhìn này. Ngọc này là ngọc xanh ngọc nhá. Màu xanh ngọc cũng rất là đẹp các chị này. Xanh ngọc này. Mã này em bao các chị 58 cân đổ về vừa hết nha các chị nha. Em chào chị Lam nha. À không ạ, áo thôi ạ. Quần em đang mặc hiện tại đang hết nha. Quần em đang mặc hiện tại đang hết nha các chị nha. Và em cũng có mỗi một cái em cũng không bán đấy. Lại không vừa nữa. Chụp cho chị xem nào. Bạn em bảo là đơn lúc trưa mà. Thư Judy này, đen xanh hồng đất này. Đen xanh này. Thư Judy có đơn rồi đấy. Ok đợi em một chút. Iuri ấy. Còn Iuri mà. Tốt rồi, em bỗng bảo em tìm cho. Đây à, Iuri, Iuri. Rồi, Beo Dubi lấy xanh ngọc này. Beo Dubi lấy xanh ngọc này. Ai lấy được comment cho em nha, 60 cân á. Cái quần thì em hết rồi. Màu vàng của chị Thanh Hải này, ok chị Thanh Hải đợi em chút. Thanh Hải này 0979195956. Ok này, màu vàng này. Đắt ghi đợi em một chút. Thanh Hải em chốt rồi. Thu Hoài không có số điện thoại à? Thanh Hải chốt rồi chị ơi, cho em xin số được không ạ? Áo, áo. Thu Hoài chưa có đơn á. Thu Hoài ok. Thu Hoài lấy màu gì nhỉ? Ngọc vàng. Màu vàng nổi lắm các chị ơi, màu vàng em nói thật là nổi lắm. Thanh Hải chốt rồi. Huyền Vũ lấy đen và xanh ngọc này. Huyền Vũ nghe quen không? Xem một chị nào. 0947616722. Đen xanh ngọc này. Đen này. Đợi em một chút nha. Có nhá, đồ nam có nhá các chị nhá. Ok Thư. Nguyễn Hà này. Nguyễn Hà lấy xanh ngọc và đen. 0947561643. Ok xanh ngọc. Không. Này Nguyễn Hà cẩn thận không nhầm nhá. Anna Nguyễn xanh ngọc gồm đôi này, Anna Nguyễn này. Anna Nguyễn này. Áo ngọc xanh, thảo cam này. Thảo cam này 016936539191 này. Ok beo ruby. Thu Hoài chốt rồi. Áo chị ơi. À, đắt ghi á, đây cái chị ơi, bộ đắt ghi này chị làm lấy bộ đắt ghi comment nhá. Ok em đổi mẫu nhá. Đây là bộ đắt ghi. Đắt ghi này rất là đẹp luôn. Chị nào lấy comment em đắt ghi. Vụ thu đông còn chị ơi, lấy thì comment em. Vàng này, Đào Anh, Thủy Tiên này. Ôi trời mất hút rồi. Xanh nào chị ơi? Dưới chân chị. Xanh này là xanh gọi là xanh ghi, xanh đậm đây. Xanh này còn đẹp hơn cả xanh ngọc cơ. Nếu mà chị không thích thì em bỏ ra nhá. Chị Anna Nguyễn nhá. Bỏ của Anna Nguyễn ra. Chốt nào Đào, Thủy Tiên. Anh Đào Thủy Tiên. Chị lấy cái xanh nhạt nhạt nhờ nhờ kia cơ. 0164577667. Này. Vàng này, ok. Thu Trang chốt vàng. 0988826983. Ok chốt vàng. Sữa tắm có sữa tắm 270 là 370 là hàng sẵn nhá. Còn hàng 270 thì em hết rồi ạ. 0983466101. Ok. Màu vàng. Abixit nhận hàng rồi á. Đào Anh, Thủy Tiên em chốt rồi, Thu Trang chốt rồi. Phương Nghi lưu có đơn rồi. Từ lúc trưa. Đen. Bộ chó ok. Bộ chó nhá, sao chị Tiên được bộ chó vậy? Đổi mẫu nha các chị nha. Em vẫn còn nhưng mà em đổi mẫu nha. Bộ lụa nào? Có mà. Ok, đây bộ chó đây. Theo nguyện vọng của các chị em, bộ chó này sẽ lên ngôi ngay và luôn bây giờ. Xoay cam cho chị để chị thay đồ này. Xoay đi đâu ấy. Thôi chị chết mẹ. Từ từ nhá. Rồi. Thu Đông Nam chưa chị ạ? Chắc phải mà ngày kia đấy. Tại vì là hôm nay em không đi đóng hàng. Bởi vì là em đang ôm nhiều hàng quá. À, em phải ở nhà live mấy hôm. Đây bộ chó đây rất là đẹp các chị ạ. Bộ chó em cũng thanh lý cho các chị giá siêu sốc luôn. Bộ chó bán cho các chị 75.000 thôi. Áo hồng cam á chị, ok. Áo hồng cam à. Hồng cam đây. Đó. Đây là hồng cam chị nhá. Ôi dồi ôi, hồng cam này đẹp long lanh. Con hồng cam này rất là đẹp này các chị này. Ai lấy thì comment luôn nhá. Ok. Bộ chó này 75k nhá các chị nhá. Đồ Nam hôm nay không có. Có chó ghi, chó xanh, chó đen. Chó hồng, chó ghi, chó xanh, chó đen các chị ơi. Chó đây là hàng cao cấp đấy. Em ôn đã bảo là em ôm hàng đẹp đấy. Xong bây giờ em phải thanh lý đi á. Em phải thanh lý đi thôi. Đây này chó ghi đây này các chị nhìn này. Rất là đẹp luôn. Đây này. Cái quần của nó này rất là rộng rãi và đẹp nha các chị nha. Ai lấy comment này. Chó ghi này. Đó. Chó đen thì em đang mặc rồi. Chó hồng này. Có màu vàng cà hồng. Màu hồng và màu đen với cả màu vàng với cả màu xanh nhá. Chị Hoàng Thu Thủy nhá. Đây ạ. Ok chị An Nguyễn này. Ôi dồi ôi, 60 cân cũng mặc vừa luôn các chị ạ. À, đây này, màu hồng của nó này chất nhà em này, rất là đẹp luôn và rất là co giãn nhá. Đấy, có 3 màu như Nguyễn Gia Linh bỏ đát. Hàng khôi ok chị? Hàng khôi hôm nay đi đơn trường rồi. Áo hồng cam thành phố. Nào, Nguyễn Gia Linh vứt bộ đát ghi ra cho chó đen vào. Rồi ạ, à, nhung dương này qua lấy như nào em ơi? Nhung dương này em qua lấy như nào? Chó đen này. Chắc là quên chưa sửa giá đâu. 75 thôi nhá. Chị nào lấy chó nữa ạ? Chó hồng đấy chị Thanh Thanh, Đào Thị Thanh. Thanh Thanh, Đào Thị Thanh cho em xin số nào. Thanh Thanh, Đào Thị Thanh cho em xin số chị ơi, lấy bộ hồng này. Đợi chị cho số đã. Nào, Nguyễn Thị Lệ Chi của đôi màu chó đen này, sửa giá này. Nguyễn Thị Lệ Chi này. Thanh Thanh, Đào Thị Thanh ơi, chị lấy cái gì? Đát ghi cho chị Nguyễn Hà. Nguyễn Hà. Chết rồi, chị Nguyễn Hà ơi, cho em xin đuôi số điện thoại được không? Hà Chu lấy chó đen này. Hà Chu này 094922293191. Cho chị sửa giá nhá. Hà Chu này chưa bao giờ mua cả. Cô chó hồng của chị Hạnh Phùng này có đơn lúc sáng rồi này. Hạnh Phùng có đơn lúc sáng này. Cô Thị Hòa lấy chó hồng này. Cô Thị Hòa lấy chó hồng này. Đợi em một chút. Hà Chu đã nghe bao giờ? Thanh Thanh, nào thì Thanh số điện thoại đi ạ. À, Thư Uri lấy hồng này. Thư Uri ok, sửa giá này. Anh lý lỗ nhiều lắm các chị ạ. À, ok chị Vũ Hằng này. Hà Chu có phải bùng nhà em một đơn hàng không? Hà Chu có phải gọi không bao giờ nghe máy không? Ok, đợi em một chút này, em đổi mẫu các chị luôn đây. Này. Thanh Thanh, Đào Thị Thanh không cho số à? Nguyễn Hà có đơn rồi, Hạnh Phùng chốt rồi. Hai áo đen và áo hồng cam ok, Hoàng Thu Thủy. Nhưng mà cho em xin lại số, bởi vì là cho em xin cái đuôi số điện thoại, bởi vì nhà em đang có 2 người. Thu Thủy này 0979287872, áo đen một áo hồng cam. Thanh Thanh, Đào Thị Thanh ok chị. 016328068842 ok này. Này. Trương Hồng Thúy lấy chó ghi có đơn rồi này. Túi đâu hết rồi. Trương Hồng Thúy này. Trương Hồng Thúy có đơn rồi, đuôi Nguyễn Hà là đuôi 643. Trương Hồng Thúy chốt rồi. Đào Phượng hồng dồn đơn lúc chiều. Hết hồng rồi. Bộ chó hết hồng rồi, còn chó xanh tan, chó ghi và chó đen thôi ạ. Đuôi 643 em vừa đưa bộ cho anh rồi đây. Nhân viên nhà em làm sao hả chị Hà Chu ơi? Như nào cơ ạ? Ngô Thị Hòa chốt chó hồng lên. Chó ghi Thanh Thanh, Đào Thị Thanh 2 bộ rồi, chó đen cho Đào Phượng này. Bây giờ em còn chó màu xanh than và chó màu... Chó đấy không phải mèo đâu chị ạ. Còn chó màu xanh than và chó màu ghi nhá. Không phải mèo đâu chị ơi. Đào Phượng này em ơi. Đào Phượng. Chị bảo là do nhân viên nhà em ấy. Em chốt rồi. Đối mạo thành Vũ Hằng lấy màu áo xanh đậm này. Vũ Hằng tìm cái gì này. Chị ơi, nhân viên nhà em làm sao cơ? Hồng Minh này. Để em kiểm tra lại. 09432825. Cũng sai số điện thoại. Sao lại bảo hẹn hôm sau trả mà 2 hôm sau với, mà 1 tuần sau mới trả lại như thế nào cơ? Ok. Này. Thu Yuri này. Ok em đổi mẫu nha. Ok em còn 3 bộ này chị ơi, chị ơi. Ôi chó em còn 2 bộ, chị nào lấy không này. Chó màu xanh than cũng đẹp mà, chó màu xanh than rất là đẹp, chị nào lấy thêm. Nó hơi tựa màu đen một chút nhưng mà nó sáng hơn cái màu đen nhá các chị nhá, nó là xanh than. Còn xanh than và chó ghi. Đó, chị nào lấy comment cho em, đẹp cực kỳ luôn màu xanh than này. Đó. Bộ đắt em hết rồi. Đây. Cái gì hả chị ơi? Đây bộ đát đây ạ, bộ đát ghi Hồng Minh. Hồng Minh này, 0943 0943825826. Ok. Bộ 6 ghi. Bộ 6 ghi chị vừa để ở đây đâu. Lấy cho lấy cho anh. Ok em còn muốn một bộ thôi, chị nào lấy thì comment nhé. Ok em Sang Phong này, Sang Phong này xỉ 50 lẻ 60, xỉ 50 lẻ 60. Không đẹp lắm các chị ạ, cực kỳ đẹp luôn. Có 2 màu đen và trắng. Xỉ chỉ có 50.000 thôi nhá. Phong lưới nha các chị nha, xỉ 50 lẻ 60.000 một áo thôi. Toàn bộ pha lưới rất là đẹp. Dung Nguyên nào đây nhở? Có phải Dung Nguyên lúc chiều không? Có Dung Nguyên mà. Xỉ 50 lẻ 60 nha các chị nha. Bạn em bảo là bạn em lấy đắt. Có 2 màu này ạ, à, màu hồng, hồng trắng và hồng trắng đen. Nhưng mà màu hồng em có ít ạ. À. Màu hồng em có ít lắm các chị ạ. À. Đây ạ, à, comment em nhá, hồng trắng đen. Em chốt rồi chị Hà Chu nha. Ok Huyền Vũ lấy bộ xanh than dồn đơn này. Trung Nguyên đúng không chị? Cái gì Trung Nguyên em? Trung Nguyên. Có trắng, có trắng. Huyền Vũ. Đây trắng rất là đẹp các chị ạ. À. Đây. À, trắng mã này, trắng mã này. Ô. Có một tập trắng mã khác mà. Trắng đây các chị ơi. Ôi chứ rồi thì em vừa ghi nhầm giá Hà Vũ ấy. Ừ, 75 cơ. Đó. Ok này hồng Thư Yuri này, hồng trắng đen. Đấy. Cái gì Vũ kìa, hàng bên này tay chị chỉ. Em xem chị ghi cái bộ vừa nãy chị ghi là giá gì? Đấy, ô, xem cái bộ trong đấy là cái giá chị ghi bao nhiêu? Chị ghi bao nhiêu? Đưa đây chị ghi 65, 75 đấy, chị nhầm đấy. Ok, Thư Yuri hồng trắng đen này. Mai Thu Hiền lấy đen. Mai Thu Hiền lấy đen. Mai Thu Hiền lấy đen. Bình Phương gộp lấy hồng. Bình Phương này. Cái gì xanh? Triệu Sơn lấy trắng này. Triệu Sơn lấy trắng này. Xỉ 50 lẻ 60, Triệu Sơn có đơn rồi. Hoàng Mai lấy hồng này. Hoàng Mai có đơn rồi. Triệu Sơn có đơn rồi. Vân Phạm lấy đen này. Rồi đơn lúc chiều này. Vân Phạm này. Nào. Lê Yến nào, dồn đơn hôm trước Lê Yến mà nhiều nhiều ấy. Này anh ơi, Lê Yến mà nhiều nhiều, còn 2 màu này các bạn. Đen dồn đơn áo tặng lúc nãy, bong bóng của áo tặng lúc nãy hết hồng rồi các chị ơi. À có thấy Hòa Phạm, em hết màu hồng rồi, bong bóng này. Bong bóng này. Hết hồng, bong bóng. Bong bóng. Nguyễn Hà hồng trắng đen lấy hồng trắng đen nhá chị nhá. Nguyễn Hà này hết hồng rồi chị Thanh Thanh ơi. Nguyễn Hà này. Hoàng Mai như lúc ấy bảo chưa có, chưa lấy được cái gì mà. Nguyễn Hà thấy không em? Nguyễn Hà có 2 Nguyễn Hà ấy. Nguyễn Hà vừa xong ấy. Chị nào có đơn là Nguyễn Hà thì comment đuôi số điện thoại vào cho em. Comment đuôi số điện thoại vào cho em. Hoàng Mai chưa có đơn. Ở đây. Tại vì là có 2 Nguyễn Hà, Hà ấy, em sợ nó bị nhầm ấy. Nào, phông này có 60.000 thôi mà chất nhà em rất là đẹp. Chất nhà em chuẩn bo zip nha, không phải cốt tông đâu ạ, chất bo zip nha các chị nha. Rất là đẹp luôn. Em hết màu hồng rồi các chị ơi, có lấy trắng không? Ôi đây này còn đầy màu đây này phải nó. Ôi rồi lại còn đủ màu này các chị ơi, này có cả đỏ cả vàng này. Ôi đây cái cọc này vẫn là của nó đây các chị nhìn thấy màu không? Lấy màu khác cho em đi. Chị nào lấy thêm thì lấy nhá. Đây cho chị Thanh Thanh Đào Thị Thanh con hồng này. Thanh Thanh Đào Thị Thanh này. Chồng em nó có xem bóng đá bao giờ đâu. Bố Nguyễn Hoàng lấy là đuôi 143, em kiểm tra cho chị 60 không? 6143. Ừ 6143. Nguyễn Hà ơi số như nào đấy? Một trong hai cái này. Nào ok em bắt đầu chốt tiếp nào. Thủy Trung Nguyễn lấy trắng này. Thủy Trung Nguyễn lấy trắng này. Thủy Trung Nguyễn có đơn rồi. Lê Yến lấy đỏ vàng này. Lê Yến nhiều ở đâu em? Thanh Hải lấy đỏ này. Chiều sau em mai vào nhân viên đổi sau nhá. Thanh Hải bây giờ em không tìm được. 0979195956. Lấy đỏ này. Hoàng Thủy lấy trắng rồn đơn này. Ok thì Hoàng Thủy này. Thanh Hải chốt rồi. Được chị ơi, Mai Thu Hiền đổi đen lấy trắng. Mai Thu Hiền đổi này. Ôi các chị ơi chắc chắn cho em nhá, đổi em không tìm được đơn đâu. Thanh Hải chốt rồi. Ok chị Lê Yến hết hồng rồi. Hết rồi em không có để đổi đâu các chị ơi. Đặng Mai xỉ này. Đặng Mai đây này em này. Hai trắng một đỏ một vàng, hai trắng một vàng. Một đỏ. Đây. 6143 0974561143 vẫn là sai chị Nguyễn Hà, vẫn cho sai không? Em cảm ơn chị Út Tina nha. Ok Du Nguyễn thêm đỏ với vàng. Du Nguyễn này thêm một Du Nguyễn. Jumi ấy, chữ cái gì Jumi, thư Jumi bên này này em. Thư Yumi kìa. Đấy, thư Jumi đây này. Bé cưng yêu anh ok. Bé cưng yêu anh. 016988533340 ok. Nào ai lấy nữa ạ? Không có cam đâu, chị Thanh Thanh này. Hoàng Mai ok. Hết vàng rồi. Không mai nhân viên nó tìm thì vẫn có ở chỗ nào đó đấy, tại vì ui chị Thanh Thanh Đảo Thị Thanh chị comment nhiều thế. Chị Lê Yến ơi ok chị rồi. Bây giờ em chỉ còn đen thôi. Anna Bảo An Tam Xoa có đơn chưa? Tam ao hay cái gì đấy đen. Chưa đâu. Em đổi mẫu nhá. Buộc con này là chị, bởi vì bây giờ chỉ còn trắng đen thôi. Mẫu này nó quá nhiều. Buộc gọi là chị. Ok. Nào đống gì đây? Aloso à? Không nhà em đồng giá xỉ 50 lẻ 60 nhá chị nhá. Sao cái con trắng này chị vừa đặt. Cái con trắng này sao? Nguyễn Hà này 0945. Đây vẫn còn con trắng nữa này. Chị, Nguyễn Hà hả? Em nhận được rồi chắc thế chị Văn Hoàng ơi, nhưng mà chị phải mua sản phẩm khác để đổi sang nhá. Chứ nhà em không tự đi tìm đơn đâu, phải là có đơn ở đơn gọi này thì nhà em mới ấy được, em mới đổi được. 0947561643 anh xem em Nguyễn Hà vừa để đấy đấy. 0987 0947561643 đúng chưa? Một 643. Không, nó sẽ nghĩ là số 1 anh yên tâm. Tam Xoa Bảo An Tam Xoa bạn bảo có đơn rồi đấy. Ở Asansha em phải tìm cái phần X. Ánh Ngọc ok. Ánh Ngọc hình như có đơn đấy. Ừ, Ánh Ngọc này có đơn một chiều. 2278. Phương Cường số điện thoại cho em. Cái gì? Phương Cường có đơn rồi. Phương Cường có đơn rồi. Cái chị rồi. Một cái màu đen nhá. Ok chị. Đâu nhỉ cái cọc đen hỏi bóng lên đây trước mặt này. Có giá chưa? Ô chị Thanh, Thanh nào chị Thanh được mà chị này bị làm sao thôi, comment rõ là nhiều mà sao em chốt thì lại bảo không được. 50 ạ. Cái này bị lỗi em ơi, vứt hàng lỗi chị. Cọc này cọc Aloso chị nào lấy không? Toàn cọc Aloso toàn đá đẹp thôi này. Cọc này là cọc không Aloso toàn hàng đẹp thôi. Con đẹp đẹp ấy vứt. Cọc Aloso là chị nào lấy không? Ôi em ghim giá rồi đây các chị. Xỉ 50 lẻ 60 mà. Đây, à không. Chị nào lấy cọc Aloso đủ mẫu đủ màu, mỗi mẫu một chiếc thì comment em là Aloso em nhặt cho các chị nhá. Đạt Quyên lấy con đen chị. Đạt Quyên ok. Đạt Quyên 0986 460973. Cho chị con đen đấy vào đây. Nào, mã này các chị comment em là trắng này, trắng nơ nhá. Áo Gucci đã đợi em chút. Đây này, cái em có lốc Aloso này, bây giờ em phải bán đến nó đã. Chị nào lấy mẫu này thì comment em nào, mạng giật không thêm được á. Comment em là nơ trắng nhá các chị nhá, rất là xinh, vẫn là xỉ 50 lẻ 60 các chị nhá. Xỉ 50 lẻ 60. Chị nào lấy comment em nào, có một cọc Aloso một tí em bán nữa chị, làm mã 1, mã 2, mã 3, mã 4 cho hết đi. À đây có cọc này nữa. Mạng kém lắm Hiền ơi á, mạng giật lắm. Chắc là do ảnh hưởng của mưa đấy mọi người ạ. Không có cam mã này đâu ạ. Mạng sao vậy chị, anh có xem được không? 3-4 người liên tục rồi kìa. Đài tụt view kìa. Các chị ơi, mã này có ai lấy không? Bộ trò em hết rồi. Chất cực mát luôn các chị ạ. À. Chất nhà em là cực mát luôn các chị nhá. Không chị Vân Hoàng ơi, nói chung là nó giãn mà. Áo no này có ai lấy không? Ok, còi còi này. Tim gì đấy cô Tuyết ơi? Không 16927683371 này, nhiều tiền. Cái tim. Chị ơi em chốt cho chị rồi cái này. Em cũng không xem được. Cái này giá bao nhiêu vẫn 60 chị. Ok chị Thanh, Thanh Đào Thị Thanh. Không đang nói chuyện. Mã này là xỉ bằng lẻ 60 ấy chị nhá. Mã này là xỉ bằng lẻ 60 này. Rất là đẹp luôn các chị ạ. Em chốt nâu đen, cái đấy là đơ đấy, chỉ có trắng làm gì có đen, thế thì bỏ ra. Bộ chó em hết rồi. Mã này là mã lệch này, lệch này em có một lệch hồng, lệch đen, lệch rêu nhá các chị nhá. Cô Tiết thì sao rồi? Lệch hồng, lệch đen và lệch rêu, lệch vai đó ạ. Chị nào lấy comment cho em nào. Sao lại được lẫn lộn như này? Có chị ơi, có bộ Givenchy chi đùi đấy. Chị ơi trước khi gửi nhà em cũng đều chốt đơn rồi sao mà nhầm được. Chị nào lấy cái áo lệch vai này thì comment cho em này. Đó màu hồng đây nha các chị nhá. Màu hồng này, màu đen này, màu rêu này. Màu vàng có một chiếc thôi. Hồng, đen, rêu và vàng. Ai lấy comment luôn cho em. Hồng, đen, rêu và vàng nha các chị nhá. Nó bị mọi người có vài người không xem được thôi. Cô Tuyết cứ màu tím này chả hiểu cô comment cái gì luôn. Mã này chị nào lấy comment em là rất là đẹp luôn các chị ạ. Mã này cực đẹp luôn đấy. Hồng, vàng, có vàng đây. Ngọc Mai ơi, có một chiếc vàng duy nhất thôi. Màu rêu này, Yến này, đen rêu vàng này. Chị Lê Yến, đen Thấy nhiều nên gương vào. Thế thì hết rêu nhá, bây giờ còn đen hồng. Duy nhất hai màu đen và hồng thôi, vàng hết rồi chị ơi. Ở đây ra. Mang đây em bán. Phạm Hòa này. Phạm Hòa lấy lệch vai màu hồng này, ôi sửa giá này. Làm gì đâu. Nào chị nào lấy mã này nó comment nữa rồi, view tụt ầm ầm luôn đấy. Bắt đầu có bão rồi, mọi người không xem được nữa rồi. Các chị ơi em hết vàng còn hồng và đen thôi, chị nào lấy nốt cho em không? Cào đá này. Phạm Hòa ơi có đơn chưa ạ? Chiều đó phải là bỏ ra để phân mẫu thì lại 4 giờ thi nhau đi về xong mà. Nguyễn Hà lấy hồng này. Nguyễn Hà vừa rồi đấy anh ạ. Này anh ơi, Nguyễn Hà này. Phạm Hòa cho em xin số đi ạ. Phạm Hòa ơi, số điện thoại giúp em ạ. Đá cáo này còn không? Tân Thanh ơi, em hết vàng rồi. Bạn tối đen chán không xem được. Mạng lag quá. Sao lại thế nhở? Thật ra là mạng nhà em rất là ok, em sợ là mạng của một người thôi ý. Chị nào lấy comment cho em nhá. Này, đá cáo này đẹp lắm lanh luôn. Xỉ là xỉ 50 lẻ 60 cái chị nhá. Cá này đẹp thật luôn đấy, cam rêu. Cam rêu đen, đen thì có một chiếc duy nhất thôi ạ. Ba màu cam rêu đen. Cái nào có mã vứt cho chị. Cam rêu đen kèm số điện thoại giúp em nào. Đồng giá 60.000 đấy ạ, em đang bán đồng giá 60.000. Đồ nam hôm nay em không có. Dung Nguyễn nào đây ạ? Dung Nguyễn nào đấy ạ? Có phải Dung Nguyên xỉ chị chiều nay không ạ? Dung Nguyên có đơn xỉ chiều nay không? Đen cho Lê Hồng Anh này. Đá đen hết rồi. Phạm Hòa đưa đây gì này. Đen hết rồi các chị ơi. Cam cáo này. Hồng Nhung có đơn chiều nay ở đấy. Hồng Nhung. Hồng Nhung 525. 252. Rồi bây giờ chỉ còn 2 rêu rồi các chị ơi, em chỉ còn rêu nhá. Hết đen rồi các chị ơi, chỉ còn rêu rồi. Lê Yến lấy rêu à? Lê Yến nhiều. Đúng Dung đấy rồi, nhưng mà Dung ơi chỉ còn ấy thôi. Dung chưa có đơn em ơi. Hồng Nhung 525 chưa có đơn này. Này Hồng Nhung này. Bóng ấy đưa vào cái ly nó góc thôi. Nhiều. Sao nhầm kiểu gì đấy à Phượng ơi, sao lại hai cái giống nhau? Đưa cái tập quần kia đây cho chị, bán thanh lý này. Anh Thư lấy rêu này. Anh Thư này. Có chứ, trong thành phố phải ship chứ. Đấy ạ, quần này em bán 45k này các chị này. Quần đùi 45k các chị nhá, rất là đẹp luôn, vàng bò các kiểu cũng là điều đây, đủ các thể loại màu luôn. Màu bò này đẹp lắm. Xỉ bằng lẻ ạ. Dung ơi, Dung chốt cái khác nhá. Đây, quần đùi siêu đẹp nhà em đây, mặc mát nhưng không mặc luôn, em nói thật với các chị luôn, mặc chỉ có sướng thôi. Mặc chỉ có sướng thôi các chị nhá, rất là mát. Chị nào lấy comment em này, quần đùi này. 45k xỉ bằng lẻ luôn ạ. $45k một quần nhá các chị nha, mặc rất là mát luôn, các chị không mua cái này hơi bị tiếc luôn. 3 màu ạ. Hồng này, hồng vàng bò và đen. Hồng đây, hồng này rất là đẹp luôn này, quần túi này, túi này đáp túi nha các chị nha, đáp túi nhá. Túi còn chưa cắt cơ ấy. Đây này, màu đen đây này. Comment cho em này. Nhìn thấy không ạ? 45k một quần thôi ạ. Cam đỏ chị ơi, nó là hồng đấy, nó cho chị cam đất và hồng này. 45k em ơi, cái túi này để phải ghi giá cái đống là được này em ơi. Lê Yến nhiều này. Nào chị nào lấy nữa, hết cáo rồi. Lê Yến lấy thêm cả quần màu đen này. Đây hai cái nữa em, 45 này. Nào chị nào lấy, cáo hết rồi. Chị nào lấy quần này nữa comment em, rất là đẹp luôn mà có 45.000 thôi. Vàng bò, đen, hồng, 5 đen, 3 cam, 2 hồng. Nhật ký. Có thấy đơn của Nhật ký không? Đây rồi. Tên thùng đúng không đấy? Không là không được nhập nữa nha. Rồi tôi đợi em chút, 3k. Cái này các chị không lấy khách nhà em nó tất tay hết đây này. 3k này. Vẫn là Nhật ký nhá. 2 hồng này. Nào chị nào lấy cho comment nào. Nhanh tay không hết nào các chị ơi. Quần đen Phạm Hồng Thơm này, tìm chị để chị ghi giá này. Này. Rồi, Huyền Thanh lấy quần màu hồng. Nghĩ lại rồi. Huyền Thanh này. Và em rút nha. Ông kia có được tí ông đi đâu đấy. Bé Tuyết lấy vàng bò này. Bé Tuyết này. Hai cái này thì tí nó bán sau. Còn đúng một chiếc thơm đúng không chị? Ừ. Vũ Thị Thảo này. Hết màu đen rồi các bác ơi. Cái tập đỏ kia cam mang đây cho chị để chị bán này. Không 969. Cái gì đấy Huyền ơi, bán nó khách ôm hết rồi à? 087215. Hay là mạng lát quá không like được hay là như thế nào cơ? Mạng lát quá không like được à? Hết rồi các chị ơi. Hết rồi ạ. Báo này đúng không chị? Có phải một loại không? Thế sao mà em không like? Áo em hết rồi, quần em hết rồi, em lại sang áo xả này, chỉ 50 lẻ 60 nhá các chị nhá. Tim Gucci. Ôi vãi. Thôi để trưa mai lại cũng được, nghỉ sớm đi, hôm nay đi cũng mệt rồi á. Các chị ơi, đây nha các chị nha, comment em này. Áo cổ tim nha, là Gucci, đây là hàng Gucci các chị nhá, đáp Gucci này. Comment em là chỉ 50 lẻ 60 đỏ này, đỏ rất là đẹp luôn. Đỏ hồng cam đen. Đỏ hồng cam đen. Em nhìn thấy sỉ ở đằng sau lưng nhà anh chưa? Tiếp nhiều giá mà mai anh phải làm một mình cơ ấy, nhân viên nó nghỉ. Đây ạ, phải 10 mấy đơn toàn to đùng thôi. Đây ạ, comment em đỏ này, đen này, hồng cam 4 màu. Chị nào lấy comment. Ok cô Tuyết này. Cô Tuyết có đơn rồi đấy. Cô Tuyết lấy đen này. Thư Yuri này, đỏ hồng này. Đỏ hồng thôi, hết cam rồi. À, đỏ hồng hết đen rồi. Thư Yuri đây này. Cô Tuyết có thấy không? Đúng rồi. Cái gì anh phải làm một mình ấy. Lê Yến này, cam đỏ. Lê Yến này. Lê Yến này. Còn một đỏ đỏ ạ, Lê Yến. Em cứ cho vào. Kimo cũng thấy phong tại vì cô Tuyết lấy chân cả. Con đỏ thôi, Hoàng Thủy này. À chị Hoa ơi. À Mai nhá. Đỏ nhá. Đấy chị ghi tên cái gì em đang tìm ai? Cô Tuyết vừa đưa cho em ghi. Bộ này rõ ràng nó bán hết, nếu hiểu sao ở đâu ra đây nhiều như này, lộn hết cả mề. Đây nữa, bộ này là của cái con chó điên nó bùng ra đây đúng không? Ê chị này, nào pyjama nhá các chị nhá. Hôm trước thì tranh nhau giành giật không có bán. Nó bảo nó tranh, rồi ôi chị ơi chị cho em mỗi màu 5 bộ đi chị ơi. Chị nhất định phải chốt cho em các kiểu luôn. Xong bây giờ nó lại bùng một, nó bùng một phát em. Tổ sư bố nó lộn ruột lắm. Thư Yuri á không? Nào bộ này nhá, comment em này, xỉ 55065 các chị nhá. Xỉ 55065 đẹp lắm luôn ấy, màu gel này là màu rất là sang luôn. Mà pyjama nhà em là pyjama lụa nhá. Hàng lụa mà quần của nó rất là rộng rãi thoải mái các chị nhá. Quần rất là rộng rãi thoải mái, chị đang lấy thì comment cho em này. Có 65 một bộ rồi, 1000 một bộ thôi, em thanh lý thôi, rất là rẻ luôn. Quần rất là rộng các chị, 60 cân bon chen được hết nhá các chị nhá. Comment em này. Xỉ 55065 nhá. Còn rẻ cái áo phông còn 60.000 rồi cơ. Đúng không? Áo phông còn đã 60.000 mà cái bộ này 65.000 các chị không mua, các chị mua cái gì? Quá là đẹp luôn, có màu đen nữa nhá. Đen với cả rêu. Ôi giời, nó cọc 500 rồi vẫn bùng chị ạ. Xỉ 55065 coi coi ơi, đây có bộ đen này. Mà hôm trước khách nhà em tranh nhau cái bộ này á, không có mà chốt cho khách luôn ấy. Pyjama đen này. Ok thì Thoa Đặng lấy bộ gel này. Xỉ 55065. Hồng Minh này. 0943825826. Ghim giá. Em ơi ghim giá hộ chị đây. Anh Hiếu, à anh chồng em không để điện thoại ở đây. Hoàng Kim loại một rêu một đen này. Hoàng Kim em đang tìm ai đấy? Hoa Đặng ở phía này chị vừa chốt đấy. Vừa lúc lấy chốt có khi còn vứt ở ngay đây ấy. Thấy chưa? Cho đây chị nào. Hoàng Kim Huệ lấy rêu đen này. Hồng Minh ok. Lý Trần có đơn rồi đấy. Pyjama gel này. Không giống lại đi đâu không biết được. Lý Trần. À không có màu, à màu hồng á. Màu hồng là cái mã của con gấu. Thư Yuri này. Có cả màu ấy nhá, có cả màu xám nhá các chị ơi. Thư Yuri đây này, em cho túi sau. Tìm ai đấy? Hoa Đỗ lấy đen này. 016799912123. Sao hai áo vậy? Hy vọng này có đơn chưa? Hy vọng này. Có đơn rồi phải không? Hy vọng ơi, có đơn chưa? Anh Thư lấy đen này. Anh Thư rút đen này. Triệu Huyền ơi, may quá còn một bộ cho bạn nhá. Triệu Huyền có đơn rồi phải không? Nghe quen không? 0165824937 đen rồi, bây giờ còn xám thôi ạ. Màu ghi ạ, màu ghi xám rất là đẹp đây này. Các chị nhìn thấy không, màu ghi này. Màu ghi sang kinh khủng khiếp luôn này. Thi thoảng lại đi đâu đây. Hai bộ này đẹp kinh khủng khiếp chưa các chị này. Đó, chị nào em hết ghi rồi, vì Lý Trần chốt rồi, hết đen rồi, quên nhầm em hết đen rồi, không thể xem được á. Hy vọng con đơn hồi chiều đấy nhá. Thế thảo nào mà view của em nó tụt như này, nhiều người kêu quá. Em không tìm được. Đây ạ. À, đó màu ghi này sang chảnh này. Cực kỳ sang luôn, các chị nhìn thấy chất lụa nhà em không ạ? Hàng lụa cao cấp, nhìn bao giờ nó cũng rất là mềm nhá, nó không phải cứng cứng như vi bóng đâu. Anh Thư ơi, Hiền có thấy nhá, bây giờ em còn rêu còn 2 bộ này. 3 bộ, ghi còn 2 bộ. Mạng kém lắm à? Thư Yuri đấy xám, anh hãy cho Thư vào cái túi đen nha. Chả nhẽ lại nghỉ like. Đùa thế em cứ phải like đấy. Thế em xám cho chị Thoa Đặng này. Hết ghi. Còn màu ấy thôi các chị ơi này. Còn mỗi rêu nữa thôi các chị ạ. Nó thật sự là còn mỗi một rêu thôi. Dung ơi còn ghi thôi, Dung còn lá, còn rêu thôi, Dung còn lấy không? Còn rêu thôi. Từ má áo này nó lại xuất hiện này. Có chị nào lấy combo áo đủ màu này không? Áo này rất là đẹp luôn các chị ạ. À. Ok. Dung Nguyễn này, Dung Nguyễn mà chiều đơn chiều nay nha. Bố mày. Bố cái thằng điên. Bảo lắc mày luôn. Đúng rồi. Cái này là cả một cặp của nó như thế này luôn, nó chỉ khắc hoa thôi. Nó chỉ khắc hoa thôi các bác ạ, đẹp lắm. 60 nhá. Đấy, khách em bảo thoát ra vào lại là được mà. Mạng lắc quá chị không xem được. Đây khách em cũng đang nhắn tin. Trời ơi, khách không xem được mà may quá vẫn 147 người xem. Đó. Voan này, áo này là áo công sở cho các chị. Ô chích chết rồi. Chưa cởi cái quần. Không có. Mày kiếm đâu được cái áo kinh nữa bóng. Cần hồng nữa. Khoát ra vào lại là được các chị ơi. Thử lại giúp em xem có được không nhá. Đuôi đen, Ánh Ngọc bị ẩn comment. Ánh Ngọc ơi em bị ẩn comment rồi. Comment em này xỉ là 50 lẻ là 60 đủ màu này. Chị nào lấy combo đủ màu không? Cái này các chị kết hợp với quần Becky thì đẹp lắm rồi đất ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Đây hoa nhí này. Hoa em đang mặc là hoa đỏ. Pyjama em hết ghi. Cô Tuyết này. Cô Tuyết lấy hoa này. Cô Tuyết ơi lấy hoa gì? À, cho cô Tuyết một cái hoa này cho nó đẹp. Nhật ký này. Mất tiếng rồi chị. Thế có chết không? Là nhật ký này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Nhật ký xỉ 6 con. Đủ màu là 6 con. Rồi bây giờ em chỉ còn hoa nhí và hoa đen thôi. Lê Yến 3 áo cho 2 áo chị Lê Yến ạ. Còn một chiếc duy nhất chị nào lấy comment này. Còn một chiếc đấy lại tụt view rồi các bác ạ. Mạng kiểu nó không ổn định ấy. Các chị không xem được ấy. Khách xỉ nhà em đang nhắn tin cho em mà chị chả xem được gì cả. Còn đúng một con hoa nhí thôi chị nào lấy comment này. Cái này bị lỗi này hay là nó như thế này? À nó như thế không phải bị lỗi đâu. Chưa. Hoa nhí này thảo cầm thảo cam thì có đơn chưa? Thảo cam chưa có số thì cho Thanh Hải. Này, Thanh Hải hoặc thảo cam. Ok, sẽ hộ kẻ nhá. Bộ nào các chị ơi, có bộ kẻ hồng, kẻ vàng và kẻ đen. 3 màu các chị nhá. Hoa này em hết rồi. Đây đây còn một con này. Hoa này. Còn một cái hoa này cho ai đây? Cho Dung Nguyễn nhá. Dung Nguyễn rồi. Bộ này các chị comment em. Bộ này em bán này 65k một bộ, thanh lý cho hết thôi ạ. 65k bộ kẻ rất là đẹp như thế này nha. Bán 65.000. Chán quá mui. Trịnh Thùy Dương ơi comment thật nhanh tay cho em. Còn mấy cái. Ô còn một hộp xịp này các chị ơi. Xịp nữ này. Các chị mua đi không là mai nó không về thêm đâu. Mai nó có về thêm thì nó về nó không đủ. Nó không đủ màu đâu. Xịp nữ các chị lấy thì comment cho em. Xịp nữ các chị lấy thì comment cho em nha. Đủ màu cho em rồi. Xịp nữ này 120.000 một hộp. Muji 5 chiếc. Đây này. Thằng cu nhà em nó bóp nát cả hộp rồi. Hộp chip nữ này chị nào lấy comment em. 120.000 5 chiếc. Ok đủ màu cho nhật ký này. Bộ này đủ màu này. Này nhật ký này. Nào ai lấy comment nào. Bộ nào. Cái gì bò hả Ánh Ngọc ơi? Hôm chip ai lấy comment em nha. Hôm chip ai lấy comment. Bây giờ bộ em chỉ còn này cho chị Hiền Trần này 680 ấy. Chị này chắc đi đơn ở đây, bởi vì chị mua chị nhanh lắm, dứt khoát lắm. Chị đi là chị đi luôn, chị không có lè nhà. Ok, Ngọc Mai kẻ đen có đơn rồi. Sửa giá này 65.000 này. Xịt ba hết rồi. Đây ạ, à, bộ đây ạ, à, quần đây nhá. Quần đây rất là rộng rãi thoải mái luôn. Áo đây ạ, à. Mã này nhưng mà các chị ơi, chị tầm độ 55 cân đổ về thôi nhá. Nguyễn Hà lấy bộ vàng hồng cho Dung Nguyễn này. Còn sau một bộ Dung Nguyễn Hà này. Nguyễn Hà mà lấy nhiều nhiều á em. Dung Nguyễn này, Ngọc Mai có đơn rồi. Dung Nguyễn nhiều nhiều đây phải không? Tiếp chợ rồi. Ngọc Mai nhiều có đơn. Đây bộ gấu đây. Để xuống Ngọc Mai đi. Đợt nào nhà em gửi hết mà chị ơi, em bảo cái ở bạn ship ở bên đấy là mai qua nhà chị lấy rồi nhá. Ngọc Mai có đơn rồi, em nhớ như thế này. Bộ gấu 55k các chị yêu nha, comment em này 55k. Nhìn hoài không thấy hết, sót hết cả ruột. Bốc cái cục bộ này vào trong nhà đi em, cho nó chặt chỗ. Không phải 55k một bộ, chị nào không lấy là tiếc. Ok này. Ai đây? Nào nhật ký lấy gấu này. 55 này. Có mỗi màu thôi em ạ, à. Có một màu thôi, một màu hồng thôi. Ai lấy bộ gấu comment nhá. Tô Hải Yến này, Trịnh Thùy Dương này anh. Tô Hải Yến này. Có đơn rồi. Trịnh Thùy Dương mới là chưa có đơn. Em cảm ơn chị Thùy Trang nha. Trời ơi, khách nhận hàng cứ comment. Trịnh Thùy Dương chưa có đơn. Đây này, khách toàn comment nhận được hàng đẹp lắm cái kìa. Rồi ơi. Thế thì mới có động lực để bán hàng tiếp chứ đúng không các chị? Lại ủng hộ em tiếp nha chị ơi. Tô Hải Yến có đơn rồi. Chẳng có đơn rồi. Tô Hải Yến có đơn rồi á. Trịnh Thùy Dương ơi chưa có đơn à. Hải Yến ai? Xong rồi. Đây Trịnh Thùy Dương đây. Thêm gấu cho nhật ký này. Các chị ký lên này. Rồi. 0166807993. Đây bộ này tôi phải nhìn cái rồi. Còn một bộ Hoàng Kim Huệ này. Đi giá 55. Hết rồi các chị, đen tỉ luôn á, thế còn đau lòng không rồi chứ. Em ơi không xem được. Điện thoại thì 1% pin. Các chị ơi hết rồi. Có chị nào lấy combo bộ lanh này không em bán cho. Bộ lanh này. Lanh Nhung có 2 bộ này. Một bộ lanh Nhung đùi và một bộ lanh Nhung ngố. Không. Bán cái gì được ta? Đắt đỏ này các chị ơi, bộ đắt đỏ này. Hả? Đắt đỏ đắt nâu này các chị ơi. Đắt đỏ đắt nâu này. Không thì tụi em chưa biết em bán cái gì. Không còn lắm đắt thôi. Ai cô gọi cho em á? Chị ơi gọi cho em, anh gọi cho ai? Ơi. Hoa nặng lấy lanh ngố à? Lanh ngố này. Ngố là xỉ 85,095, còn đùi là xỉ 75,085. Hộp 4 là xịt nam, xịt nữ là 5 chứ. Xịt nam là 4, xịt nữ là 5. Nào, chị nào lấy cái combo này không ạ? Combo này 5 chiếc áo có cổ đủ kiểu, đủ size, đủ màu. Đây ạ. Combo này, áo phông có cổ này, xỉ 50 này, 60 combo này, đỏ này, cam này, đỏ cam này, đen này, đỏ cam này, đen này, xỉ 50 này, 60. Đỏ này, đỏ kiểu khác nữa này, kẻ này các chị ơi. Combo này chị nào lấy comment cho em ạ. Combo này chị nào lấy ạ, comment luôn cho em nha, em mặc mẫu này. Comment em là combo nha. 5 áo khác kiểu, các hoa, khác màu luôn ạ. Combo rất là đẹp luôn. À, không ghi là phông xỉ 50 lẻ 60 đó, rất là đẹp luôn. Xịp 50 mét rồi. Tất cả các hộp xịp nữ nhà mình đều 5 cái nhá, không có 4 cái đâu. Bạn kiểm tra lại giúp mình. Ok, Hoàng Kim Huệ này. Nhà mình là hàng chuẩn của hàng luôn, không bao giờ có 4 cái ạ. 4 cái nhà chị là xịt nam này, tôi so vào đơn của Hoàng Kim Huệ đây, 2 cái. Làm rơi ra lấy, bạn ấy lấy mấy hộp cơ mà chảy hộp. Đây còn một kẻ, còn lanh đùi thôi. Nam Nguyên Hà này áo kẻ, Nam Nguyên Hà có đơn chưa? Chị không nghe được được chứ. Hết cái combo đấy rồi các chị ạ, để em xem nhá. Đây combo phong cổ đây. Tiếp theo một combo nữa nhá. Không, từ đợi em chút em xem nào. Em mặc à, bàn áo này đi. Xỉ 65 này, 75 này. Kìa hết rồi. Sang con này đi, xỉ 65 này, 75 nha các chị nha. Đấy rất là đẹp này. Cái combo rẻ game hết rồi. Bạn có nhầm không? Bạn lấy mấy hộp? Xỉ là 65 lẻ 75. Chip nhà mình là hoàn toàn là hộp 5 chiếc mà. Bạn lấy mấy hộp? Cái này là xỉ 65 lẻ 75k nhá các chị nhá. Không phải là 0, 60, 50, 60 đâu. Mà đây là hàng nó cao cấp hơn một chút. Xỉ 65 lẻ 75. Chị nào lấy comment em vàng và hồng. Hồng. Hoa Nguyễn Thị lấy nhanh nhung kìa. Hoa Nguyễn Thị ô bộ lanh nhung của để đây đâu. Thanh Hải lấy vàng này. Thanh Hải này. Thanh Hải này. Lê Yến này, Lê Yến nhiều ấy. Lê Yến này, Nghiêm Hồng này. Nghiêm Hồng này em ơi, đang tìm ai đây? Nghiêm Hồng này, Mai Thu Hiền này. Mai Thu Hiền này. Nghiêm Hồng. Ôi anh ơi nhầm vàng cơ Nghiêm Hồng đây. Đấy, là Mai Thu Hiền cũng vàng rồi. Không hết rồi. Đến Nghiêm Hồng là hết vàng rồi. Bây giờ em chỉ còn hồng thôi. Nghiêm Hồng ở trong kia thôi, tiếp đây buổi chiều to. Mai Thu Hiền cũng lấy vàng đi. Huyền ơi, điện thoại của anh đang 1% pin, nó cứ giật, anh không đọc được tin nhắn. Mai Thu Hiền cũng là vàng đi. Ừ. Sập nguồn rồi em ơi, anh không đọc được. Sao đấy? Anh cho em mượn cái điện thoại kia một tí. Này. Vân Phạm này. Em vừa lỡ quay camera ra tụi anh. Vân Phạm này. Vân Phạm. Đợi em một phút nha các chị nha. Ngày xưa em nếu anh có tải Zalo mà. Đây à, em lên mẫu mới luôn nha. Không xem được đâu á. Các chị ơi, bộ Adidas còn một đát vàng và một đát nâu, có chị nào lấy không? Hết rồi các chị ạ. Không biết cái đống Alonso gì ở đây nó nhiều như thế này. Ui dồi ôi, lại một cái cọc áo. Các chị ơi, lại một cái cọc áo van 50-60 nữa này. Ok nhỏ lùn, thế thì để chị gửi, em gửi cho chị cái hộp đấy quay lại được không? Để chị gửi bù cho em một cái hộp khác nhá. Nào van này. Ok ok, chị biết em mua nhiều rồi. Em nếu mà không đủ 4 cái thì không đủ 5 cái thì em quay đầu lại đây cho chị nhá. Các chị ơi, lại áo van này lại tìm thấy một túi nữa này. Em mới lấy cho chị cái điện thoại của nhân viên ra đây. Viettel, xin Viettel. Đây ạ, áo này xỉ 50 lẻ 60 các chị nhá. Áo công sở đó, cái mã này là mã cổ mã này là mã cổ tim. Mặc rộng á. Em bao nhiêu cân Phương Lan ơi? Nào chị nào lấy áo này comment hoa đỏ á. Chị hoa đỏ á, này chị Nguyễn Thị Vân Anh này. Chị ơi, nó chỉ có hoa kiểu này thôi. Nó chỉ có hoa kiểu đấy thôi. Chị nào lấy comment nào. 989 552 303. Đúng kiểu người mù. Chị nào lấy hoa nào thì comment em. Đây hoa đỏ đây này. Hoa này gọi là hoa đen này. Van hai cho Dung Nguyễn này, hai cái hai màu nhá. Bộ đát đỏ cho chị gì kia? Thực trần có đơn chưa? Chưa. Có thấy bong bóng? Chị. Ok sang mẫu đỏ tím chốt rồi. Ok ok nhỏ lùn thì cũng được. Thế chị lại phải phá một cái hộp xác ha. An Nguyên lấy hoa đen này. An Nguyên. Chị thực trần cho số nhé chị. Thực trần cho số nhé, chưa có đơn ở đây đâu. Các chị ơi có thích zoom không? Các chị có thích zoom không? Để em lên zoom cho An Nguyên lấy hoa đen. Đây cái đỏ này đẹp mà, còn quá đẹp luôn đấy các chị ạ. Đấy có mỗi một cái thôi. Chị nào lấy thì comment cho em nha. Có ai lấy hoa này không? Ôi dồi ôi, lại còn người đẹp nữa. Có ai lấy mã này nữa không ạ? Lấy kẻ nào ạ em ơi? Lấy kẻ nào? 0979 8 3. Thì tôi vẫn không gọi nữa. Ok em đổi mẫu đây. Có zoom có hoa đỏ đây cho chị nào. Cái nam Trần Thị đang thích hoa đỏ ầm đấy. Đâu? Hoa đỏ đâu rồi? Zoom hả chị? Không, cái áo chị vừa cầm lên đấy. Ừ đấy. Cho nam Trần Thị đây, cho ai cũng được. Đây nha, lên cọc phong Alonso này. Chị nào lấy combo này không? Combo này mỗi mẫu một cái thôi. Các em ơi, đây là áo ba lỗ, áo dây các kiểu này buộc vào cho chị với, chị chưa like đến rồi. Đây là cái tập gì? Cái này vẫn 65 à chị? Ok, bây giờ lên từng cái một nha. Mã số 1 này, chị nào lấy comment này. Nam Trần Thị. Đây ạ, mã số 1 này. Anh ơi quay về giá xỉ 50 lẻ 60. Xỉ 50 lẻ 60 các chị ơi. Hoặc là ai lấy combo này em bán cho. Mã số 1 này có 2 chiếc, chị nào lấy comment. Mã số 1. Nó có cái chuyện gì? Nguyên. Đấy anh đọc số em vừa vào Facebook nó có nhìn thấy không? 0978. Mã số 1 các chị ơi. 908. Có chứ. Có bán đấy đây. 908 0978908076. Đây chị nào lấy này comment mã số 1 nào. Mã số 1 này có 2 chiếc duy nhất thôi các chị ạ. Có 2 chiếc duy nhất thôi nha. Chị nào lấy comment cho em. 2 chiếc 60k xỉ 50. Sỉ 50 lẻ 60 chỉ có duy nhất 2 chiếc thôi. Ai lấy comment em nhá. Vũ Hằng lấy 2 áo hoa nào ạ? Đây ạ, cái này nữa. Hồng này. Hồng này, chị nào lấy comment hồng này. Con hồng pha lưới này có 1 chiếc thôi. Combo 50 đấy. Chị có người cho một người khác. Các nhà mình cãi nhau. Ui dồi ôi, lại con này nữa. Có ai lấy mã hồng này không? Hồng pha gen này, comment em này. Hồng pha gen có đúng 2 chiếc. Chị nào lấy hồng pha gen này, comment em này. Có mỗi 1 chiếc duy nhất rồi. Hồng pha gen. Ai lấy comment em nhá, hồng pha gen. Có mỗi 1 chiếc thôi. Ok chị Hồng Nhung. Hồng Nhung 525. Trắng á? Em có trắng mấy đâu, trắng bình thường mà, trắng thế. Đây ạ. À, con này là chai neo cam, comment em chai neo cam. Cái con đỏ đấy đúng không? Cho chị Đỗ Thị Vân Anh. Hồng đấy hết rồi các chị ơi, bị chậm đấy, bị chậm đấy. Chị nào lấy cam, anh xem bây giờ em đang đến đâu à? Bây giờ khách mới thi nhau hồng. Cam này chị nào lấy comment cam. Phú Hoàng ơi comment lại số điện thoại đi. Chị nào lấy comment cam này. Cam Thanh Hải này. Bia chị 60 rồi chị ơi. Nào lên con này nhá. Đen trơn này chị nào lấy comment em này. Con đen trơn này đen. Mình để mặc cũng được. Đấy không? Mặc đi lấy hàng. Chứ phải mặc áo ba lỗ. Chứ này áo sách ba lỗ. Thư Yuri này. Hồng của chị Hồng Nhung bỏ cho người khác đi. Con đen này đây rồi. Bỏ cho Thư Yuri luôn. Con này bao nhiêu chị? 60, 50, 60. Nào con này là con màu rêu có cổ. Rêu luôn này, Thư Yuri lấy rêu luôn nữa này. Đây Hồng Anh bỏ hồng cho em kìa. Đây Hồng Anh á. Ừ, thế bỏ con nào hồng đấy cho Lê Hồng Anh. Lê Hồng Anh lâu lắm rồi. Rêu này các chị ơi, comment em là rêu này. Đây con cái hồng ở Bống. Cho Thư Yuri vào. Yuri anh để góc đi đây đây để góc kìa. Bên ngoài kìa. Nào comment em là rêu nhá. Không. Em bán combo bộ đi. Bộ này. Combo bộ nhá. Combo 1, 2, 3, 4 5 bộ nha các chị nha. Combo 5 bộ bao gồm là 2 bộ lanh và 3 bộ cốt tông nha. Combo này con ai lấy comment em là combo này. 2 bộ lanh và 3 bộ cốt tông là 5 bộ. Combo 60.000 một bộ cho em. Combo này là combo 60. Chị nào lấy comment em nha. Combo 60 rất là đẹp luôn. Như nào mà không cảm xúc. Thanh Hải lấy rêu này. Nào Thanh Hải lấy rêu nào. Chị nào lấy nào. 1 bộ lanh này. 1 bộ Adidas màu ghi vừa lấy bán 75k. Sỉ 75 lẻ 85 đúng không? Cho luôn vào combo này là combo 60. 1 bộ lanh hoa này. Nó này là 3 bộ này. 1 bộ Gucci đen này. Bộ Gucci đen rất là đẹp luôn các chị nhìn thấy không. Đấy bộ Gucci đen này. 1 bộ Adidas này, một bộ Adidas vàng chị đã lấy comment em là combo 60k một chiếc ạ. 5 bộ chỉ có 300.000 thôi các chị nhá, rất là đẹp luôn này. Đó, combo. Ok chị Nguyệt Minh Phạm lấy combo 5 này. Nguyệt Minh Phạm. Đi là combo này. Đi vòng cái túi bên ngoài này. Lanh Ngô có tay còn bao nhiêu để hết chị á? Ok để em tìm nữa nhá. Bao nhiêu cái combo đấy? Combo đấy là 60.000 trên một bộ. Tưởng Dung combo 60. Hết rồi, đợi tí xem tí nữa em tìm combo cho. 60 trên bộ. Mang cho đống áo đá đằng sau lưng. Đây ạ. À. Má này em có màu cam, màu đen và màu trắng, 3 màu các chị ơi nha. Comment cho em là xỉ 50 lẻ 60 nhá. Các chị ơi, xỉ 50k lẻ 60k. Xỉ 50k lẻ 60k. Đen này, ôi đẹp lắm, chất của nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn đấy các chị ạ. À. Quần ánh mặc không có em yêu. Nào xỉ 50 lẻ 60, đen cam, đỏ, trắng, 4 màu. Đen cam, Thúy Bùi Thu lấy cam kìa. Thúy Bùi Thu á. Nghe có phải là không hay hay không nghe máy phải không? Liên Nguyễn Thị Liên này, túi cho chị em ơi hết sạch. Cho bố mày cái này, bố mày cất đi. Đừng có anh yếu lấy rồi. Đưa tay nhé. Nào Liên Nguyễn Thị Liên. Người mù. Đấy anh nói thế là anh. Cái này hơi xúc phạm nhân viên rồi đấy. Ai hỏi ấn này. Cứ không lấy gì không? Em cứ hỏi anh bấm điện thoại. Anh cứ bấm như thế được mãi không? Nào ai lấy mã này không comment luôn cho em này. Đỏ rất là đẹp luôn em ạ. Con cam này, nhưng mà con đỏ này còn đẹp hơn nữa. Cam đỏ đen trắng 4 màu nhá. Chị nào lấy comment. Áo đá này. Con sò này có 3 con sò rồi à. Hoa Phạm ok. Cái gì Hoa Phạm không? Trần ơi em có thấy mà. Bán mãi không hết hàng, sợ vãi. Ở đâu ra nhiều thế nhở. Nào lên đá cao cấp. Em ấy sắp áo zoom anh cho chị zoom vào mắt này. Cái đồ bộ vứt ra đây tí nữa chị làm combo. Xinh quá các chị ơi, xinh quá này. Ôi. Áo này các chị comment em ạ. Đây là đá cao cấp các chị nhá, xỉ 85 lẻ 95. Comment mã này cho em là mã sò kèm số điện thoại. Đây này, sò tiên cá này. Sò hình cô gái tiên cá này, sò ôi đẹp cực kỳ luôn. Đá này là đá cao cấp các chị đừng hỏi tại sao mà giá nó cao hơn bình thường nhá. Chứ còn cái áo đá này ở bây giờ ở dưới Hà Nội họ vẫn xỉ ra là giá 130.000 chứ không phải bán lẻ 95.000 như em đâu. Các chị nhìn đến đá của nó không? Đây ạ, nó rất là long lanh nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Đá này là đá xịn luôn đấy, em nhìn em còn mê các chị đừng có nói. Đấy, rất là đẹp luôn. 95k xỉ là 85k. Nào ai lấy comment em là sò. Ai? Ok, Nguyệt Minh Phạm này áo đỏ này. Đen trơn cho Hạnh Trần. Con đen trơn em vừa cởi đâu nhỉ? Con đen trơn chị vừa cởi. Đen trơn nhỉ? Cho khách rồi à? Sò trắng này. Em thề em không nhìn thấy cái của anh đọc đâu. Đặng Mai này. Đặng Mai, úi ôi rơi rồi. Phạm Hồng Thơm này, dồn đơn kìa. Phạm Hồng Thơm này. Dung Nhím này. Dung Nhím. 0979895996. Thư Juri bảo của em à kìa. Sao em không đọc được đây, em cho đi, em cho ai thì cho. À đây sò vẫn còn đây. Đấy cho Thư luôn. Ok lên một mã siêu đẹp nữa này các chị ơi. Siêu đẹp nữa này. Ôi của em rồi mà Dung Nguyễn ơi hết cái sò đấy rồi. Ôi con môi này đẹp kinh khủng khiếp luôn các bác ạ. Cún sinh đấy trắng nơ rồi. Đấy bị ẩm sao ấy nhở. Đây các chị này, khiếp lên được ấy. Nó đẹp là nó đẹp quá cơ ấy. Nào các chị comment em là môi đi, môi đá đi. Cún gì là cún CH? Cún CH à? Cún gọi là cún C hay cún K, cún CH. Gọi nó ví dụ muốn CH thành chữ trở. Đùa. Em con chó cún thì là chả là đấy. Chó cún thì nó là vần chó anh buồn cười nhỉ. Nó là chữ khác, còn chữ chó khác. Anh nghĩ gì mà anh gọi hỏi là cún CH. Bóng từ C2 anh ấy hỏi chứ thế. Cún CH. Môi kèm xuống điện thoại cho em nào. Đẹp chưa? Môi còn cả môi ở đây nữa này, đặng mai này. Đây đặng mai này. Thu Chupi này. Thu xong hỏi là chú CH hay chú gì? Ôi em đi chết đây. 0168547536 5. Này. Ok, ok chị Anh Thư. Fury này, Fuji này, Fuji này. Dung Nguyễn hai môi này. Lê Hồng Anh này. Huyền Thanh này. Huyền Thanh. Trông tin đi. Ôi chưa ghi giá em ơi. Hém này chị ghi. 95. Môi đá hết nha. Ôi giời, cũng lại có cái con này cũng lại là gọi là môi đá, nhưng cái này các chị comment em là mã số 1 phải không? Huyền Thanh đúng không? Thanh nhưng mà nói thật sự là cái này còn toàn size to thôi. L với cả XL thôi các chị ạ. Cái này còn toàn L với cả XL thôi, mã số 1 này này. Mã số 1 em còn toàn L với XL thôi, chị nào lấy comment nhá. Mã số 1 kèm số điện thoại cho em, đen trơn em hết rồi chị ơi. Tháo ra không biết vứt ở chỗ nào. Sao lại bộ này ở đâu ra nhiều này, hôm nọ bán hết rồi mà. Đá môi này các chị ơi, comment em mã số 1 này. Chỉ có size L với cả size XL thôi. L với cả XL thôi các chị ạ. Cho Hồng Nhung size L nhá. Huyền Thanh bảo cho lại số đấy, chưa có đơn. Huyền Thanh ơi chưa có đơn đâu. Hồng Nhung 525. Khoa nặng lấy XL này. Khoa nặng này. Huyền Thanh cho lại số này, em còn 3 chiếc size to chị ạ, lấy comment. Có cả 3X đây này, 2X và 3X cơ. L 2X và 3X cơ, chị nào lấy thì comment nhá. Chị nào lấy mã này không? Dung Nguyễn này. Ô đây là nhật ký. Chị nào lấy mã số 1 đây thì comment nha. Còn một con hổ này. Cái này nó lại còn nguyên màu trắng. Hoa đỗ lấy XL này. Hoa đỗ có đơn rồi sao? Hoa đậu có đơn chưa? Chưa có đơn cho em xin số này. Hương Curry lấy 2X này. Đây đây đây. Hương Curry cho bạn con 2X. Thế rồi bắt đầu ra thọng, anh lấy cho em viên thuốc ngậm. Huyền Thanh gọi số đi Huyền Thanh này. Sao của chị nó bị chậm thế? Ừ cho Dung được con L rồi, đây cho Dung 2 con L. Vứt của chị Hồng Nhung ra đây đi. Đây là con hổ này có duy nhất một chiếc, chị nào lấy comment. Còn một môi, chị nào lấy comment này. Môi L đây này, cho Lê Hồng Anh này. Con hổ này có duy nhất một chiếc thôi các chị ạ. Đây là zoom phải không em? Có giống nhau không? Thế Huyền Thanh có quần cũng như Hồng rồi thấy. Tìm cho bạn đi xem nào. Ok em đổi mẫu nha. Hôm nay nhà em toàn hàng xả thôi chị ơi. Có nghĩa là hôm nay thì em xả ở những khách nào mà chưa được mua và em xả giá rẻ các chị thôi, chứ hôm nay chưa có hàng mới đâu ạ. Nào lên zoom nào. Ui giời ơi, gì đúng chỉ sợ vãi. Mai đứa nào làm mới ta lên. Mai còn đơn gọi cũng nhiều như này, bắt đứa nào ra làm tỉ với chị được. Hôm mai chồng làm tỉ với em đi. Đỡ là được. Ăn gì ăn? Rồi hoàn thành cho cô đơn. Có nhìn thấy không ạ? Rất là đẹp, em đứng từ đấy đến giờ ấy. 150 nha chị nha. Chỉ 140 lẻ, 150 đấy, ai lấy thì comment em là chị Thoa Đặng lấy zoom hoa đỏ này. Thoa Đặng này. Thoa Đặng anh lại đi đâu ấy? Thoa Đặng là chị đang lấy zoom comment em, hàng cao cấp rất là đẹp luôn đó chị ạ. Trước kia là 180 đúng không? Nhưng bây giờ hạ nhiệt xuống rất là nhiều. Giá hạ nhiệt xuống rất là nhiều, chị nào lấy comment em. Chỉ có 150 thôi, rất là đẹp luôn đấy em mặc, em đã đứng suốt cho các chị nhìn từ nãy giờ. Rất là đẹp luôn đây. Đánh cho em không? Món quà đặc biệt. Có đâu giá? Cái này có mà sạc được điện thoại của em. Không sạc được á? Đưa em xem này. Món quà đặc biệt. Cái này bị đứt dây rồi đây. Phải, cái này bị đứt dây. Có chị nào lấy con zoom này không comment em nào? À Tô Hải Yến ơi chị để rồi đấy. Có ai lấy cái này bộ này không? Bảo em lên zoom mà không ai mua zoom cho em à? Hoang mang lắm anh ạ, không được đâu. Anh đi ra ngay nhà thằng Tùng anh mua. Bây giờ là mấy giờ rồi, vợ chồng anh đi ra đường đi. Đi không? Bây giờ là mấy giờ? Có chị Thoa ơi. Đây này em lấy chị đủ màu nhá. Này, hoa đỏ này này. Dung Nguyễn một dung đỏ một, ok Dung Nguyễn. Đây này màu xanh này. Chị Thoa Đặng ơi thêm cho chị 2 cái nhá. Không, chưa phải có ai. Xem chị Thoa Đặng có lấy không? Chị nào lấy dung đỏ này không? 60.000 một cái các chị ạ, 60.000 một cái. Tầm này ở ngoài đường có ai bán sạc. Muốn đi lượn đường đúng không? Nhưng mà có xe đâu bây giờ ra trường à? Hay bây giờ anh đi đánh xe về đi. Cái này cho ai đây? Xem chị có lấy đâu, có lấy không? Đấy người xem này. Zoom ra chị Ngọc Mai của đơn này. Ok Ngọc Mai này. Bộ lanh này đẹp quá, chị nào lấy lanh này không? Ok chị Thoa Đặng thêm 2 chiếc đó mà biết ngay chị sẽ lấy mà. Zoom nào Hòa ơi, mày cũng mua của tao bao giờ đâu mà mày bảo tao gửi. Cứ có đơn, đây là nhân viên nhà tao làm hết mà. Tao có làm đơn lẻ đâu. Đó các chị ơi, bộ này ai lấy comment em, bộ vàng nhá, gọi là bộ vàng đi. Mua 1 cân bè bè à? Anh mua về anh ăn một mình á. Ngọc Mai chốt rồi. Đâu, đây là bộ riêng. Đẹp lắm các chị ơi. Bộ vàng này. Các chị có nhìn thấy không? Bộ vàng chị nào lấy comment em nha. Bộ vàng bán 75k. Thun đá em hết rồi. 75k bộ này, còn 2 bộ ai lấy comment em. Còn một cọc zoom kẻ này. Bây giờ vớ cái gì bán cái đấy. Thư Yuri này. Ai lấy bộ vàng này được không? Có mỗi một bộ nữa thôi, ai lấy comment cho em nhé. Bắt đầu thấy lạnh phun vòi để anh cho tăng nhiệt độ đi. Thích đúng không nó hả? Ok thì Quyên lên. Anh điên à, lông chân nó dựng hết lên đây này. Bộ vàng chị Quyên lên rồi. Thật sự là em dựng lông chân rồi, không anh cho nó quay đi chỗ khác. Thì anh ngồi mát tí, anh đang ngồi đây mà. Anh chọc nó xuống chỗ kia rồi anh đi ra đấy. Em hết rồi. Số sách thì bán cái đấy nhá. Đây anh nhìn thấy không? Nó nổi da gà đây này. Không lên đâu mà cắm nó nổ mẹ nó đi. Bộ đỏ có một bộ này các chị ơi, chị nào lấy bộ đỏ để comment em này. Ôi ngồi xả từng cái này mệt ghê nhờ. Có quả combo không? Cái gì đây em ơi? Bộ đỏ không ạ? Comment em bộ đỏ. Anh mà không ấy thì mai em không có sạc pin để mà em tí nữa sang anh cúng. Đây ạ, à, bộ đỏ này, chị nào lấy comment em này. Vi Ngọc Thúy lấy dung kẻ này. Vi Ngọc Thúy kẻ đen nhá. Combo áo thun á. Đợi em tí. Đây. Bây giờ em combo áo thun này. Em combo áo thun cực đẹp. Bị sở rồi. Đỏ này cho ai đây ạ? Nguyệt Linh Phạm. Nguyễn Linh trước rồi, chị Nguyệt Linh Phạm rồi. Nguyễn Linh chưa đây có đấy. 3 không biết là số 396 mà em đã có Nguyễn Linh rồi đấy. Đi giá đi. Ô, bây giờ là combo nhá. Giá bao nhiêu đây? 75.000. Combo áo nhá. Các chị ơi, em ơi. Không đâu hết rồi ném không đây, chị làm combo. Không. Combo 581 nha các chị nhá. Kẻ nâu đen á. Làm gì có nâu đen, nó là đỏ đen em ạ. Mà chị nhớ không nhầm là cái này bị lỗi. 369 phải không? Hay 396 thôi. Ừ, 396. Cái xu này là cái túi của nó bị lỗi rồi em ạ, Vi Ngọc ạ. Combo số 1 này chỉ 50 lẻ 60 các chị nhá. Một áo phông đỏ cổ này. Một áo mèo kim sa Gucci này. Một áo đá bướm là 3 này. Một áo đá bướm là 3 này. Một áo đá cổ trắng là 4 này. Một áo đá cổ trắng là 4 này. Một áo phông cổ hàng siêu đẹp này là 5 này. Chỉ 50 lẻ 60 các chị ơi, chị nào lấy comment em combo 5 đi. À không không, cái này không được vào cái combo này. Đây con vàng này nữa. Kẻ nâu đen đấy nhưng mà nó bị lỗi đi thầy. Combo này chị nào lấy? Nó lỗi không mặc được không? Đây ạ, à, 1 này. 2 này. Áo đá đây là 3 này, áo đá này. 4 này. 5 này, chị nào lấy comment em này là combo này, combo này. Combo 5 chiếc nha, 5 chiếc này. Có chị nào lấy combo này không comment em này, nếu không em tách em bán lẻ nhá. Gucci đen nhỏ dê quá, có một cái đây chị Lê Thị Nhiệm này. Lê Thị Nhiệm mới có nhá, chị có lấy em cho chị một cái này 60k này. 60k này. Thế em tách lẻ ra nhá các chị nhá, không ai lấy combo tách lẻ này. Nào bây giờ ai lấy con này comment em là rêu 60 chỉ 50. Rêu 60, sỉ 50 nha. Sỉ 50 lẻ 60. Chị nào lấy comment em là rêu kèm số điện thoại. Ok Vinh Ngọc Thúy. Cũng chuẩn bị xem giờ giấc như nào nhá. Mang không, không thì ngủ ở đây tắm rồi gì. Thôi mày về làm cái gì. 5 cái đấy. Ok Mai Mai này. Tiền hết rồi, con này con gieo ai lấy? Mô 5 là chị Nguyễn Minh Phạm này. Đấy. Nguyễn Minh Phạm. Không còn cái giá đây. Tại vì giá nó vẫn thế. Hai con này em rõ ràng. Thực trần ơi, cái đấy là hàng 75 đó. Này, con này ai lấy comment đen này. Con đen này em xả 70 này. Con đen này em xả 70 nha các chị nha, 70k chị nào lấy comment cho em. Có đứa áo vàng đỏ á. Của mã nào? Loại chính nào? Con này rất là đẹp này, comment em là đen thêu này. Bắt đầu mưa rồi đấy các chị ạ, có nghe rõ em nói không? Ầm ầm ở ngoài mưa rất là to. Đêm em ngủ được mát rồi chứ. Lạnh môi thâm mà cái việc lại còn chưa hút rét cho tăng điều hòa lên. Thanh kêu Long nhá. Em lạnh mắt em kêu anh thâm. Hay là bán len thì các chị ơi, có thích mua len không? Có thích mua len à, nhưng mà bây giờ không ai bốc ra đây cho em đâu, đau đầu lắm, không đứa nào chị bốc ra đây cho em. Nào chị nào lấy cái này comment cho em nào, các chị nhìn thấy không ạ? Comment em là 70k nhá, áo boy rất là đẹp. Không ạ, nó chỉ có màu đen này thôi. Áo boy 70k. Rồi lên cái áo này còn 3 cái này. Phượng Hâm mà ok Phượng Hâm này. Túi cho em. À ấy á, lên để tối mai các chị nhá. Tối mai em lên một phát hàng thu đông nữa với các chị. Tối mai chơi quả combo thu đông nữa các chị. Ông ấy lười ấy chị. Ông ấy lười đấy. Lười không chịu tăng nhiệt độ. Ok Dung Nguyễn. Từ từ bán lẻ con thun củ này, xỉ thun cổ này, xỉ 50 lẻ 60. Xỉ 50 lẻ 60 này các chị ơi. Anh xem con đi ngủ chưa? Phải không? Thư Yuri này. Nhầm, xỉ 65 lẻ 75. Xỉ 65 lẻ 75 mã đấy nhá. Con đá rêu rồi chị nào lấy này. Đá rêu này. Hát làm sao được. Không. Len tối mai nhá chị ơi. Tại vì bây giờ nhân viên nhà em nó về hết rồi. Xong là không bốc được ra, len nó đang ở trong kho. Nào các chị này comment em này. Comment cho em nha. Thế ra em bán này 1, 2, 3 bộ, 4 bộ này. Chị nào lấy 3 bộ màu hồng và 1 bộ kẻ cam này em bán cho các chị giá là 39.000 một bộ. 65 65k. Sỉ là 65k lẻ là 75. Dung Nguyễn ok. Dung Nguyễn lấy rồi. Nào 39.000 một bộ em còn 4 bộ. Chị nào mua cho em 39.000 một bộ em còn 4 bộ. Chị nào mua cho em 39k một bộ. Còn 3 bộ hồng và 1 bộ cam. Bộ kẻ đùi ba lỗ nhá. Bộ kẻ đùi ba lỗ chị nào lấy comment em 39k một bộ. Giá bất chấp luôn. Em con xinh xinh này đi. 60 nhá. Đẹp lắm các chị ạ, bán 60 thôi ạ. Con dây này bán 60, comment em là cherry vàng này. Bảo An Lu ơi, lấy cả 4 bộ không? Ô, em cũng lên mấy hôm rồi nhưng mà không thấy chị đấy nhá. Trưa nay em cũng bán đó, bán đồ thu đông á. 60k này, thanh lý này, hàng siêu đẹp nha em này. Hàng siêu đẹp này, hai màu này, trắng và dây boy trắng và boy vàng nhá. Bảo An Lu này, anh xem có đơn không? Yeah. Bảo An Lu chưa có đơn đâu, cho hiện lại số đi. Ok, tu chupi này. Lại đi đâu ấy? Hết tề gieo đá rồi ạ. Chị nào lấy mã này nó comment cho em nào. Ok này. Không cái này. Ok, Trang con Trang cho Trang 2 bộ nhá, 39k một bộ. Đấy. Quỳnh Bi ơi, một đơn hàng hôm nào đấy? Nếu mà đơn hàng mà của ngày chiều hôm qua thì là chưa có đơn à. Trang Xuân Trang này. Tiến Hoàng này. Tiến Hoàng. Mai sáng mai chị làm đơn nhá, bởi vì là đơn xỉ ngày mai em nhiều lắm. Chị Nguyệt Minh Phạm ok chị này. Nguyệt Minh Phạm này. Yến Hoàng. Chi chân lấy vàng cherry của đơn này. Yến Hoàng nó chưa có đơn à. Chi chân này. Ngọc Mai lấy dây trắng có đơn rồi này. Bộ đấy hết rồi. Còn một dây vàng này có chị nào lấy không? Chị nào lấy dây vàng không? Chị nào lấy vàng cho em? Chị nào lấy vàng cho em này. Còn một chiếc thôi là 60.000 thôi. Yến Hoàng có đơn rồi mà. Chi chân cũng có đơn rồi. Bây giờ đơn thật sự là nó quá nhiều các chị ạ. Chiến Hoàng cũng bảo có đơn rồi mà anh không tìm được à. Không 86840. Này Yến Hoàng cho em đi chỗ dồn này, tìm dồn này. Trang ơi, mai chị gọi điện có được không? Úi dồi, không nghe máy được á. Thế thì hơi hoang mang nhở. Trang Xuân Trang, anh cho em cái túi địa chỉ này vào. Trang này, khối 2 này, thị trấn Đắc Tô này, huyện Đắc Tô này. Con Tum. Ok. Có thấy nhưng mà hết rồi các chị ạ. À. Con đen hở lệch vai này, chị đã lấy comment đen này, xỉ 50 lẻ 60. Hoa Nguyễn Thị ơi, đây cho Hoa Nguyễn Thị. Ừ. Anh ấy này cho Hoa Nguyễn Thị. Tại vì hết rồi á bạn ạ. À. Xỉ 50 lẻ 60 chị đã lấy comment này. Ok Trang. con trắng này cũng xinh này, con trắng này cũng xinh lắm, từ từ nhá, con này phải tí em lên ha chị. Con này hàng lỗi này. Mặc đi á. Đây để em mặc. Em mặc nhá, chị nào lấy thì chắc chắn lấy nhá. Chị Hồng Nhung chị lấy rồi. Hồng Nhung 525. Ghi vào đây không chúng nó không tìm được này. Giá con xanh này, chị nào lấy comment này có duy nhất này, xanh bèo, xanh bèo nha các chị nha. Đó, xanh bèo hết rồi người đẹp ạ. Cái này là xanh bèo, chị nào lấy comment nên là xanh bèo. Trắng vừa rồi này á, đẹp lắm ấy, cho em à, ok cho em này, 60 50 nhá. Bán cho em 50 nhá, thu chupi. Đấy. Đấy là thu chupi, đây là thu yuri, còn thu chupi lại khác. Ừ đúng rồi. Đây là chupi yuri. Sao mà xả ra được? Hả? Chị nào lấy xanh này comment em này. Chupi yuri. Chupi. Phương Nghi Liệu. Sexy quá, tuột hết cả dây áo. Con trắng này chị nào lấy comment trắng. Xỉ 50 để 60. Trời ơi công aloso nhiều quá cơ. Đây ạ. À. Chị nào lấy comment là trắng nhá. Sao mà xả được? Ai dám xả của chị, đứa nhân viên nào dám xả chị bảo em. Oánh cho trận, làm gì có chuyện được tự ý xả như thế. Vớ vẩn. Trắng này xanh bèo hết rồi các chị ạ. Trắng này. Sao mà nói nhiều vậy? Nay cả buổi tối mới hết có một góc này thôi. $60 đổ về các chị ơi. Ừ để chị tìm nhá, có ai lấy con trắng này không? Đây này, hở vai đây này, đính đá hở vai đây này, chị nào lấy thì comment em là trắng nhá. Xỉ 50 này 60. Lạnh lạnh. Chị Trần Thanh Tú này. Mắc cái gì đây? Được. Đây ạ, à, con này là IL chị nào lấy comment nhanh tay cho em này, có đúng 3 con thôi. 2 đen, 1 trắng IL vẫn là xỉ 50 để 60. Chị nào lấy mã này không comment em này. IL trắng, IL đen kèm điện thoại cho em. Chị Nguyệt Vinh Phạm ơi, ngày kia em lấy cho nhá. Tại vì hôm nay cũng không còn ý. Đổi hay là như nào em? Hạnh Trần lấy đen này. Hạnh Trần có đơn chưa? Khu chupi lấy đen này. Con trắng này. Hạnh Trần anh tìm. Thư Yuri lấy trắng này. Hạnh Trần chị có đơn chưa? Này Hạnh Trần này. Nghỉ đi. 90 người xem. Đã tụt rồi. Ừ. À, lên con áo này đi các chị ơi. Đẹp lắm các chị ơi. Con hoa này đẹp lắm đây này. Cái đấy hết rồi các bác ơi. À đây này. Các chị ơi, con này đẹp lắm coi. Thanh lý, không biết thanh lý bao nhiêu cho được cái này. Còn nguyên màu trắng nhá. Em thanh lý bao nhiêu ạ? Bây giờ thanh lý cho các chị 70k nhá. Các chị comment luôn cho em là 70k này, thanh lý này. Chị nào lấy comment em 70k kèm số điện thoại này. Thanh lý 70.000, comment em là 70k kèm số điện thoại. Hạnh Trần ok rồi. 70k kèm số điện thoại. Thế là chúng nó để lẫn cái đơn của chị là ở cái đơn lấy thêm. Bảo là em làm đẹp cho anh đấy chị Thanh An Đỗ ạ. Chị cứ phải bảo như thế. Bảo em mua đồ là làm đẹp cho anh đấy. Là ông ấy không bảo gì nữa luôn. Mình thi thoảng phải có chiêu trò thế. Ok Liên, Nguyễn Thị Liên. Chị nào lấy trắng này comment em này, đẹp quá trời đẹp luôn này. 70.000 thôi các chị nhá này. Như công chúa ấy. Cái mặt em nó không hợp với cái đồ bánh bèo này đâu ấy. Em mặc bánh bèo thật ra là áo thì nó rất là đẹp nhưng lên cái con người em nó thành không đẹp hay sao ấy. Phương Nghi Liệu này ok này. Trang Cường ơi hết rồi. Hết đen đá rồi, chị nào lấy 70 mã này comment cho em này. Hết mã này em nghỉ nha các chị yêu nha. Đấy, thế là gọi là cái gì nhỉ? Hối lộ à. Chồng em như thế nó đá đít thêm cho phát nếu mà hôn nó. Like tiếp đi á. Chị nào lấy mã này không comment em nào. Còn mấy con nữa thôi, 70k chị nào lấy comment nhá. Còn 2 con 3 con. Em đi nghỉ đây. Thật ra là hàng em còn nhiều lắm. Em lười. Ok Nguyễn Hà này. Ok Phương Nghi Liệu lấy thêm một cái nữa này. Đấy đúng rồi. Đúng rồi. Em sửa dưới nhưng thật ra số dưới là sai, số trên là đúng. Hết bộ rồi Mai ạ. Nhưng mà tầm này cũng muộn rồi ấy. Em còn phải đi mua sạc pin cơ ấy. Chứ không mà em like cùng các chế ngay. Nhưng mà bây giờ phải đi mua sạc pin rồi. Lần sau vào đây cứ để chế độ tiếng Anh này anh nhé. Đỡ mù mắt. Màu vàng áo bẹt vai chị nào lấy comment cho em 70. Đúng rồi, các ông ấy chả ai để cấm đoán vợ mua quần áo bao giờ đúng không? Chồng em thi thoảng thì cằn nhằn là tủ của em nhiều lắm rồi thôi chứ còn này. Cái gì 39 đấy Trang? Ôi dồi ôi Trang bị ẩn comment. Này 70 comment cho em này. Em nghỉ thật đây. Thật luôn ý. Này bộ lanh ngố này cho chị Nguyệt Minh Phạm đi, chị thích bộ lanh. Phương Nghi Liệu này. Không. Áo. Quá. Mai cho dồn hết về phía thằng này để gọi một góc. Hôm nào chơi quả combo kiểu khác. Đúng rồi em ạ. Hết rồi mọi người ơi, tạm biệt mọi người nha. Em hết bộ lanh rồi. Bây giờ còn Alonso lộn xộn ấy. Để hôm nào em vào em chơi quả combo thật là rẻ đi nhá. Còn bây giờ em đi nghỉ đây. Đây này, hắt xì liên tục ở đây này, kiểu như bị cảm lạnh ấy. Tạm biệt mọi người nhá, hẹn mọi người ngày mai nhá. Tối mai em sẽ lên hàng đông. Sao bây giờ chị hôm nay chị mới nhận, chị để đơn mấy hôm mà Quần Nam phải đi đi mấy hôm thì còn gì nữa. Em nghỉ nhá, tạm biệt mọi người.